Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí chuyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhị Tăn. Tập 58. Chương 571, Kỳ Nam. Lúc này, ấn ký này lại một lần nữa xuất hiện. Một cảm giác nóng rực đột ngột xuất hiện trên mu bàn tay, trở thành một cơn đau đớn từ tay phải lan ra khắp toàn thân, khiến cho Mạnh Hạo trong lúc rơi xuống gào lên đau đớn. Đồng thời, trong cơn đau này lại có sinh cơ như vô tận tràn ra. Nó vừa xuất hiện đã chữa trị toàn thân Mạnh Hạo, đồng thời tựa như cho hắn một cơ hội có thể mở ra truyền thừa thứ tư. Đúng lúc này, trong đầu Mạnh Hạo chấn động, một thanh âm già cả đột nhiên vang vọng. Giọng nói này vô cùng giản nua, như đến từ vạn năm trước, lại không phải đến từ ấn ký trên tay Mạnh Hạo, mà là từ truyền thừa của gia tộc Hàn Tuyết. Đại Tư Long đời thứ ba của gia tộc Hàn Tuyết, lão phu Kỳ Nam Ninh. Truyền thừa đời thừa hai của Long Đông Chi Hàn, lĩnh ngộ ở Kỳ Nam Sơn, trảm đạo ở Bình Nguyên Long Đông. Trước kia, tộc ta là Kỳ Nam, sau này đổi tên thành Hàn Tuyết. Tộc nhân của ta phải luôn ghi nhớ, thế có thể suy, nhưng không thể coi thường. Đất Tây Mạc, bỏ thì đáng tiếc. Thanh âm già cả vang vọng, trong con ngươi của Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện hai ngọn núi. Hai ngọn núi giống nhau như đúc, núi tên Kỳ Nam, trong khoảnh khắc hình núi xuất hiện, ngoài thân thể Mạnh Hạo, trên bầu trời. Khe hở bị lôi nhận chém ra chấn động, lập tức nát vụn, một ngọn núi to lớn, chiếm cứ một khoảng trời lớn, trong khoảnh khắc giáng xuống. Núi này lớn đến khó hình dung, khí thế to lớn, kinh thiên động địa. Có thể mơ hồ nhìn thấy, trên ngọn núi, có hai chữ Kỳ Nam, phát ra quang mang chói mắt, ngọn núi dần hạ xuống, mặt đất chấn động, nát vụn thành từng mảnh nhỏ, rồi đồng loạt trầm xuống. Khe trời lập tức tan vỡ, lôi nhận hoàn toàn vỡ vụn, mặt đất như sụp đổ, trở thành một thung lũng. Hai lão giả Nguyên Anh mang mặt nạ bạc của Mặc Thổ, đồng thời phun máu, vẻ mặt kinh hãi, mặt nạ trên mặt nát vụn, lộ ra khuôn mặt già cả, hai người nhanh chóng lui lại. Hai lão giả Nguyên Anh của Tây Mạc lúc này cũng phun máu, thân thể lộn vòng. Bọn họ vô cùng chấn động, không thể dùng từ ngữ để hình dung nữa. Kỳ Nam Ninh, vạn năm trước, là một trong ba cường giả mạnh nhất vùng đất Tây Mạc, y lại là người của bộ tộc Hàn Tuyết, làm sao có thể, vì sao không có bất cứ điển tịch nào ghi lại điều này. Kỳ Nam Ninh, tu sĩ áo đen giữa không trung, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, Hàn Tuyết Tung sau lưng y cũng ngây ra, phun ra một ngụm máu tươi, có vẻ không thể tin tưởng. Gã làm sao có thể ngờ rằng, lão tổ huyết mạch của mình lại là gia tộc Kỳ Nam vạn năm trước danh chấn Tây Mạc, vì sao phải sửa lại tên gia tộc? Hàn Tuyết Tung không kịp suy nghĩ, tu sĩ áo đen trước mặt gã đã đưa tay lên, trong mắt lóe lên sát cơ, vô cùng nghiêm túc, đang định ra tay, đột nhiên lại lần nữa biến sắc. Khốn kiếp, kẻ này rốt cuộc có tư chất thế nào, truyền thừa vẫn còn chưa kết thúc. Đất trời nổ vang, lúc ngọn núi Kỳ Nam giáng xuống, thân thể Mạnh Hạo lơ lửng, đôi mắt hắn xuất hiện quang mang mạnh mẽ. Lúc này Mạnh Hạo hoàn toàn rõ ràng, đây là một kỳ ngộ to lớn của bản thân. Những lạc ấn chạm linh này, bây giờ đều lưu lại trong lòng mình, cho dù bỏ đi lạc ấn, lúc khác không thể triển khai, nhưng có những lạc ấn này, độ khó để Mạnh Hạo chạm linh đã giảm đi rất nhiều. Thậm chí sau khi hắn chạm linh, hắn có thể thể hiện ra lực lượng chưa từng ai có, bất cứ lạc ấn nào lưu lại trong đầu hắn, đều có thể thể hiện ra trong tay hắn. Loại kỳ ngộ đến thế này, vốn hắn không thể có được, đây là thứ mà chỉ có tu sĩ đạt đến chạm linh mới có thể thu lấy. Nhưng trùng hợp thay, kỳ ngộ này lại rơi xuống người mình, đã như vậy, bản thân sẽ dùng hết khả năng, thu thêm nhiều hơn nữa. Được truyền thừa đời thứ 6, thứ 5, thứ 4, thứ 3. Vẫn chưa đủ, ta muốn lấy được cả truyền thừa đời thứ 2. Kỳ ngộ này nếu ta đã giành được, vậy thì không thể lãng phí, phải để kỳ ngộ này thành uy thế vô thượng cho ngày sau Mạnh Hạo ta quật khởi. Lạc ấn trên mu tay ta cho dù có lai lịch thế nào, khoảnh khắc nó xuất hiện, đã cho ta hy vọng này, các loại điều kiện ta đều có đủ, vậy nhất định phải mở ra cực hạn của truyền thừa này. Đời thứ hai, gia tộc Hàn Tuyết cũng được, gia tộc Kỳ Nam cũng xong, truyền thừa đời thứ hai, xuất hiện đi. Mạnh Hạo ngẩng đầu gào thét, trong mắt lộ ra ánh sáng kinh người,
Khoảnh khắc này, hắn ở giữa không trung, mái tóc xõa tung, khí thế kinh người, xuất hiện vẻ đẹp yêu dị khó mà nói rõ. Trong đầu hắn, ngay lúc này, một lần nữa xuất hiện tiếng sấm. Thanh âm không ngừng duy trì, vượt qua cơn lốc của đời thứ sáu, quét ngang vạn long của đời thứ năm, áp chế hoàng tuyền của đời thứ tư. Phá nát kỳ nam của đời thứ ba, trở thành một thanh âm đầy bá đạo, giống như khắp cả trời đất, chỉ có bản thân là cao quý nhất. Thanh âm này, như đáp ứng khát vọng của Mạnh Hạo, lúc truyền ra, bá đạo đến cực điểm. Lão phu Kỳ Nam Thiên, đại tư long đời thứ hai của gia tộc Kỳ Nam, lực lượng truyền thừa, nắm giữ lực lượng xuân hạ thu đông của thiên địa. Lão phu không phải tiên, nắm giữ bốn mùa, trầm tịch Tây Mạc, ta là Tây Mạc Thiên. Thanh âm đơn giản, nhưng trong đầu Mạnh Hạo lại vô cùng bá đạo, ý chí bá đạo này trực tiếp phát tán trên người Mạnh Hạo, thay đổi xung quanh, ảnh hưởng đến trời đất, khiến trên Kỳ Nam Sơn xuất hiện một bầu trời quỷ dị. Bầu trời này có hoa xuân rực rỡ, lại có nắng hè chói chang, có cả gió thu lá rơi, còn có sương tuyết tung bay. Một bầu trời, bốn mùa bốn phía, ảnh hưởng đến thế giới, thay đổi cả mặt đất, chấn động bốn phương, khiến hai lão giả nguyên anh của Mặc Thổ Cung lại phun ra máu tươi, thân thể trong nháy mắt héo rũ, hôn mê. Hai lão giả nguyên anh Tây Mạc, vẻ mặt mờ mịt, bản thân không hề phát giác, thân thể bọn họ đã không còn sinh cơ. Thân thể Hàn Tuyết Tung run rẩy, đầu óc ong ong, phun ra máu tươi, thân thể già đi. Đôi mắt của tu sĩ áo đen trước mặt gã lần đầu co rút lại, lộ ra một chút kinh hãi. Y hít thở gấp hơn, bất giác lùi về phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời bốn mùa trên ngọn núi Kỳ Nam kia. Đây không phải lạc ấn Trảm Linh, đây là lạc ấn Vấn Đạo. Khốn kiếp, gia tộc Hàn Tuyết này lại xuất hiện cường giả Vấn Đạo. Làm sao có thể chứ, vùng đất Tây Mạc, cường giả Vấn Đạo. Kỳ Nam. Sắc mặt tu sĩ áo đen nhanh chóng biến hóa, lúc này y dĩ nhiên đã không còn nắm chắc có thể nhận được lạc ấn này. Nhưng nếu lúc này không đi giành lấy truyền thừa, vậy truyền thừa này sẽ vĩnh viễn không thuộc về ta, cho dù ngày sau có giết được tiểu bối này, cũng không thể có truyền thừa xuất hiện nữa. Khốn kiếp, tiểu bối này sao lại khó chơi như vậy chứ? Tu sĩ áo đen lộ vẻ rầu rĩ, còn có một chút điên cuồng. Y đã chuẩn bị rất lâu, vì truyền thừa của gia tộc Hàn Tuyết, đây là mấu chốt để y chém ra đao thứ ba, cho dù đến lúc này, y cũng không cam lòng buông ra. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 572, Diệt Linh. Năm đời, hắn lại có thể mở được ấn kỳ truyền thừa của năm đời. Chết tiệt, tổng cộng có 6 đời truyền thừa, chẳng lẽ hắn muốn thu được toàn bộ. Kẻ này tham lam hiếm thấy, kẻ tham lam như thế, nhất định phải chết. Tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục đón nhận. Trong lòng tu sĩ áo đen vang vọng, y không hề còn chút coi thường nào với Mạnh Hạo, thậm chí y còn cho rằng Mạnh Hạo nhất định có thể mở ra được toàn bộ truyền thừa. Cho dù trong lòng không thể tin tưởng, nhưng hiện giờ y không thể nghĩ thêm gì, trong mắt lóe lên sát cơ, thân thể di chuyển, dùng tu vi Trảm Linh, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Dù phải trả giá đắt, cũng phải ngăn cản. Trong mắt tu sĩ áo đen lộ vẻ quyết đoán, tốc độ nhanh chóng, nháy mắt đã xông vào khu vực bốn mùa, tới gần núi Kỳ Nam. Một áp lực không thể hình dung lập tức bao bọc lấy y, khiến y chấn động, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tiêu tán. Phá cho ta! Y gầm lên, thân thể tiêu tán lập tức chậm lại. Nhân cơ hội này, y nghiến răng xông tới, chỉ còn cách Mạnh Hạo trăm trượng. Nhưng trăm trượng này với y mà nói cực kỳ gian nan, y biết rõ rằng lúc mở ra truyền thừa, tốt nhất là đợi đối phương không thể tiếp nhận mà tự bạo, đó là cách thuận lợi nhất, cho dù có quấy rối, tốt nhất cũng là tiến hành từ bên ngoài. Mà cách làm ngu ngốc nhất, chính là như bản thân hiện giờ, tự mình tiến tới. Nhưng y không còn cách nào khác, quấy nhiễu không có tác dụng, muốn đợi đối phương tự bạo, lại càng không thể. Vì kỳ ngộ này, chỉ có thể tự mình tiến tới. Tiếng nổ vang vọng, Mạnh Hạo không hề nhìn tới tu sĩ áo đen. Trong mắt hắn lộ ra vẻ chấp nhất mãnh liệt, hít thở cũng gấp hơn.
hắn cảm nhận được sự cường đại của năm đời truyền thừa này. Nhưng bọn họ càng mạnh mẽ, thì Mạnh Hạo càng thêm mong chờ vào truyền thừa đời thứ nhất. Truyền thừa đời thứ nhất gia tộc Kỳ Nam, Mạnh Hạo gào lên. Giọng hắn vang vọng, rơi vào tai tu sĩ áo đen, khiến tâm trạng y căng thẳng, thầm nhủ không tốt. Mắt nhìn Mạnh Hạo vẫn chấp nhất ở đó, y nghiến răng, đưa tay chỉ về phía Hàn Tuyết Tung đang mắt chữ O mồm chữ A ở sau lưng. Dung huyết hóa ý. Y chỉ tới, lập tức thân thể Hàn Tuyết Tung run rẩy, phát ra những tiếng gào thét thảm thiết, thân thể gã nhanh chóng khô lại, trong nháy mắt, đã thành một cái xác khô. Tất cả máu tươi trong cơ thể, đã lao ra khỏi cơ thể, lao về phía tu sĩ áo đen, trong nháy mắt quấn quanh người y, tốc độ của y lập tức tăng mạnh. Khoảng cách chỉ trăm trượng, lại có tốc độ nhanh chóng lao về phía Mạnh Hạo, nhưng với y mà nói, cho dù là vậy, dưới uy áp của năm đời ấn ký truyền thừa, y vẫn chịu áp lực rất lớn. Huyết dịch của gia tộc Hàn Tuyết bên ngoài cơ thể đang nhanh chóng tiêu tán, một khi hoàn toàn mất đi, vậy y cũng gặp phải nguy hiểm. Chết đi cho ta. Tu sĩ áo đen cách Mạnh Hạo không đến 10 trượng, tay phải giơ lên, lôi nhận đầy trời, chém về phía Mạnh Hạo. Kỳ Nam nhất mạch, đến từ Tây Mạc, đồ đằng Tây Mạc đến từ chúng yêu, mà ta, thân là phong yêu đệ cửu, truyền thừa Kỳ Nam nhất tộc, cho ta bất khuất. Trong đầu Mạnh Hạo, ngay khoảnh khắc này, truyền ra linh thức. Gần như ngay khoảnh khắc câu nói này truyền ra, trong đầu hắn nổ vang, một thanh âm mơ hồ, như mang theo một loại ý niệm tang thương, không phải con người nổi lên. Ta là Kỳ Nam, vốn là một trong chúng linh của biển thứ 9, rơi về trời Nam, hạ xuống Tây Mạc. Được điểm hóa, mở ra linh trí, được phong làm yêu, lưu lại huyết mạch ta ở trời Nam, hóa thành bộ tộc, đời đời truyền thừa, kẻ có được huyết mạch của ta đã không nhiều lắm. Kỳ Nam hai đầu, thân là rồng, đuôi lại là phượng, cả đời không rơi lệ, rơi lệ thì hết đời. Ta đã đi, rời khỏi trời Nam, rời khỏi quê hương. Trừ phong yêu nhất mạch, không phải hậu nhân của ta, không thể thu được truyền thừa của ta. Giọng nói già cả vang vọng trong đầu Mạnh Hạo, ngoài thân thể hắn nghìn vạn hào quang, một thân thể dị thú to lớn đến cả nghìn trượng, có hai cái đầu, thân là rồng, đuôi lại là phượng, đột nhiên xuất hiện. Kỳ Nam hai đầu, ngay khi xuất hiện, trời đất biến sắc, vạn vật chấn động, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị khó nói rõ, từ trên mình Kỳ Nam truyền vào cơ thể của bản thân. Đồng thời, lôi nhận tu sĩ áo đen chém xuống, từng tấc tan vỡ, sắc mặt y giờ phút này hoàn toàn biến sắc, lui nhanh về sau, đôi mắt lộ vẻ kinh hãi. Y rõ ràng cảm nhận được sự đáng sợ chưa từng có từ trên người dị thú hai đầu này. Chạy, y không hề chậm trễ lui về phía sau, lúc này phản ứng đầu tiên trong đầu chính là rời khỏi nơi này. Tuy y có tu vi chảm linh, nhưng tính cách cẩn thận, nếu không cũng sẽ không thăm dò nơi này nhiều lần như vậy. Cũng chính vì tính cách cẩn thận này, lúc này y căn bản không để ý mình là lão tổ chảm linh, mà đối phương trên thực tế chỉ là một tiểu bối kết đan. Mối quan hệ này có liên quan đến vấn đề mặt mũi, y lại không để ý đến, lúc này y chỉ để ý đến cảm giác nguy cơ mạnh mẽ xuất hiện trong đầu. Giết hắn. Ngay khoảnh khắc tu sĩ áo đen chạy trốn, trong đầu Mạnh Hạo lập tức xuất hiện một thanh âm. Thanh âm này rất quen thuộc, chính là của Hàn Tuyết Bạo đời thứ 6. Giết hắn. Tiếp đó, lại có một thanh âm xuất hiện, đó là Đại Tư Long đời thứ 5 của gia tộc Hàn Tuyết. Giết hắn. Giết hắn. Từng giọng nói già cả không ngừng vang vọng, từ đời thứ 6 cho đến Kỳ Nam Thiên đời thứ 2, đều lần lượt lên tiếng. Trong khoảnh khắc này, trong mắt Mạnh Hạo xuất hiện hàn mang, tay hắn từ từ đưa lên. Đồng thời, thân ảnh Kỳ Nam hai đầu xung quanh hắn nhanh chóng mở đi, hóa thành từng luồng ánh sáng, nhanh chóng chui vào các vị trí trên người Mạnh Hạo, như bị hắn hấp thu, biến mất trong cơ thể Mạnh Hạo. Phong bạo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, từ từ mở miệng. Ngay khi hắn nói, một cơn lốc màu đen đột nhiên xuất hiện xung quanh Mạnh Hạo, khuếch tán ra cả bầu trời, khiến cho cả thế giới dường như trở thành thế giới của phong bạo. Trong cơn lốc, thân ảnh cao lớn của Hàn Tuyết Bạo đột nhiên xuất hiện, thân ảnh này có phần mơ hồ, nhưng như đội trời đạp đất. Sau khi xuất hiện, ánh mắt liền đặt lên mình tu sĩ áo đen. Da đầu tu sĩ áo đen tê dại, cảm giác tử vong càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức y có cảm giác suýt muốn cười lớn.
Y là lão tổ Trảm Linh, nhưng trước mặt kết đan, lại có cảm giác tử vong. Điều này khiến y cảm thấy đáng sợ, đồng thời lại thấy buồn cười. Vạn Long. Mạnh Hạo một lần nữa mở miệng, cánh tay vung lên, Vạn Long Đàm một lần nữa xuất hiện trên bầu trời. Lần này trong đầm nước, có vạn con hắc long gầm thét xông ra. Sau những hắc long này, lại có một thân ảnh giả nua, mặc một bộ đồ đen, từ từ xuất hiện, lạnh lùng nhìn tu sĩ áo đen. Chính là lão tổ đời thứ năm, Hoàng Tuyền. Mạnh Hạo nói câu thứ ba, tiếng nổ vang trời, Hoàng Tuyền xuất hiện, 18 tầng địa ngục xuất hiện, trong thế giới màu xám, tử khí nồng đậm, hóa thành một thân ảnh. Thân ảnh này tay phải cầm một cái đầu lâu, khí xám bốn phía vặn vẹo, huyễn hóa thành đủ loại hung thú kỳ dị. Đó là lão tổ đời thứ tư, Long Đông. Mạnh Hạo cảm nhận được lực lượng này đến từ bốn phía, đến từ ấn ký trong đầu Mạnh Hạo, đến từ sau khi lực lượng kỳ dị khi kỳ nam xuất hiện kia, tràn vào trong cơ thể. Lão tổ đời thứ ba xuất hiện trong gió tuyết lạnh lẽo, băng phong mặt đất, tiếng răng rắc xuất hiện. Trên bầu trời, ngọn núi kỳ nam kia, lúc này xung quanh phủ đầy gió tuyết, gió vô biên, tuyết vô tận, trên đỉnh kỳ nam, như tồn tại một bóng hình giả nua trong gió tuyết, đang bao quát mặt đất, nhìn chằm chằm vào tu sĩ áo đen. Vẻ mặt tu sĩ áo đen trắng bệch, y phun ra máu tươi, tốc độ lập tức tăng mạnh. Trong lúc di chuyển đôi tay không ngừng muốn xé rách hư không, nhưng vẫn không thể nào làm được. Bốn mùa. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một tia sát cơ, ngay khoảnh khắc sát cơ xuất hiện, bốn mùa ở khắp nơi, bao phủ thế giới, giáng lâm nhân gian. Kỳ Nam. Mạnh Hạo nói ra câu cuối cùng, cánh tay hạ xuống hoàn toàn, chỉ về phía tu sĩ áo đen lúc này đã chạy đi rất xa. Một chỉ này, phong bạo màu đen ngưng tụ lại, hóa thành một đôi cánh to lớn. Vạn Long gào rít, Long Đàm giữa không trung, trực tiếp hóa thành một đầu rồng. Hoàng Tuyền gấp khúc, níu giữ 18 tầng địa ngục, hình thành một thân thể cao đến cả nghìn trượng, là thân thể của rồng. Ngọn kỳ nam tan vỡ, đột nhiên trở thành đuôi phượng và lợi chảo của thân rồng. Cuối cùng, chính là bốn mùa, dung hợp với nhau, hình thành cái đầu thứ hai, hợp thành kỳ nam từng ở thời viễn cổ, quát tháo tang thương. Cánh gió, đầu rồng, thân Hoàng Tuyền, đuôi núi, và bốn mùa. Kỳ nam xuất hiện, hống lên một tiếng kinh người, phá toang bầu trời, phá nát mặt đất, hình thành một mảnh hư vô hủy diệt toàn bộ, quét về phía trước. Tu sĩ áo đen gầm lên thảm thiết, khoảnh khắc này, y cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có, nguy cơ đó liên quan đến sống chết. Là sự hủy diệt y không thể gánh chịu, là con kỳ nam to lớn kia đang lao tới với thế hủy diệt trời đất. Tu sĩ áo đen co rút đôi mắt, đôi tay y nhanh chóng bắt quyết, từng pháp bảo được y lấy ra, cuối cùng cả người tràn ra ánh sáng đen, một lần nữa hóa thành một vầng mặt trời màu đen. Nếu bản tôn của bất cứ ai trong các ngươi xuất hiện, lão phu chết chắc. Nhưng hiện giờ cho dù có hợp thành hình ảnh kỳ nam, nhưng lão phu đã chạm đao thứ hai rồi, ngươi vẫn không thể diệt ta luân hồi, chỉ có thể ngăn cản thân thể thứ nhất của ta. Luân hồi còn, lão phu sẽ còn, nhân quả bất diệt, trên phong thần đài của Quý Thiên có tên húy của lão phu, các ngươi không kéo được nhân quả của lão phu ra, lão phu sẽ có thể sống lại. Tu sĩ áo đen ngẩng đầu gào lên, hóa thành mặt trời màu đen, va chạm thẳng với hình ảnh kỳ nam, tiếng nổ vang trời, trong khoảnh khắc phá nát mặt đất, tất cả tu sĩ trên mặt đất, toàn bộ tử vong. Nhưng La Sung cũng khá may, lúc Mạnh Hạo được truyền thừa của lão tổ đời thứ năm gia tộc Hàn Tuyết, thì gã đã cảm thấy không ổn, vội vã chạy đi. Cũng chính vì cẩn thận như vậy, mấy trăm tu sĩ chạy trốn cùng gã, mới may mắn thoát nạn. Tiếng nổ vang vọng, thân ảnh kỳ nam dần dần biến mất, vầng mặt trời màu đen kia cũng dần dần mất đi ánh sáng, có thể mơ hồ nhìn được, trong mặt trời, bóng dáng tu sĩ áo đen đã tan thành cho bụi. Một tia ánh sáng xuyên suốt trời đất, khi ánh sáng tắt đi, kỳ nam không còn, mặt trời cũng không còn. Tu sĩ áo đen cũng không còn thấy bóng dáng. Sống hay chết, Mạnh Hạo cũng không biết, lúc này cả trời đất khôi phục bình thường, hắn lại yếu ớt chưa từng có. Mắt tối sầm lại, rơi vào hôn mê. Nhưng trước khi hôn mê, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, mượn một chút lực lượng không thuộc về hắn còn chưa tan hết. Truyền một đạo thần niệm mà ngày thường tu vi của hắn không thể truyền đi được,
về phía Đông Lạc Thành xa xôi. Đây là điều duy nhất Mạnh Hạo còn có thể làm, sau đó mắt mũi tối sầm, rơi thẳng xuống mặt đất. Mặt đất lúc này vẫn còn Thánh Tuyết Thành, nhưng gần như đã sụp đổ toàn bộ, tu sĩ trong thành cũng chỉ còn không tới 300 người. Những người này sắc mặt trắng bệch, kể cả tứ đại trưởng lão trong đó, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo hiện giờ cũng mang theo vẻ kính nể sâu sắc. Mạnh Hạo không nhìn rõ bốn phía, hắn cảm thấy bản thân được người ôm lấy, mũi ngửi thấy một mùi hương nhẹ. Thế giới của hắn chuyển thành màu đen, trong thế giới này cũng có một thanh âm giả nua, vào lúc này từ từ vang vọng. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 573, Điều kiện. Người nhận được truyền thừa của ta, chỉ cần thầm đọc kỳ nam, ta có thể giáng hình chiếu xuống 3 lần, miễn đi sống chết. Vào lúc này, trên vùng đất Mặc Thổ cách Thánh Tuyết Thành cực kỳ xa, ở vị trí của Đông Lạc Thành, đang có 5.000 tu sĩ, vừa chạy gấp, vừa gào to. Tin ngũ gia được bất tử, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong? Hơn 5.000 tu sĩ chạy quanh thành trì, khí thế kinh người, mặt đất cũng phải chấn động theo bước chạy của họ, sương khói cuộn trào. Trong màn sương này, giống như có một đạo cường quang. Cường quang này như kiếm, ngưng mà không phát, nhưng lại tỏa ra khí tức khiến người ta khiếp sợ. Bên ngoài cường quang, chim anh vũ đang căng thẳng, cẩn thận vỗ cánh, bay bên cạnh cường quang. Chu tiên trận do ngũ gia ta tự mình phát minh, chết tiệt. Trận pháp này chưa từng khiến ngũ gia chết quá 9 lần, chưa từng. Chim anh vũ nghiến răng nghiến lợi, lúc này dường như đã hạ quyết tâm, hét lên một tiếng lao về phía đạo cường quang. Nhưng chính lúc này, thần niệm trước khi Mạnh Hạo hôn mê, truyền tới. Thân thể chim anh vũ đột nhiên dừng lại, sau khi ngây ra một chút, rồi lập tức gào to. Dọa chết người ta, suýt chút nữa làm ý chí ngũ gia hỗn loạn. Mạnh Hạo gặp nạn. Có cần cứu hắn không? Bỏ đi, nể mặt hắn lúc trước tìm cho ta nhiều thú có lông như vậy, đi cứu hắn một lần cũng được. Chim anh vũ vỗ cánh, trực tiếp bay ra. Chúng tiểu nhân, kim quang lão tổ của các ngươi hiện giờ đang gặp nạn, chúng ta đi cứu người. Nào nào nào, chúng ta cùng đi, dùng chu tiên trận ngũ gia dạy các ngươi, trái 3 vòng, phải 3 vòng, mông phải vững. Tốc độ nhanh như vậy, chúng ta cùng hô. Tiếng nổ vang vọng, mặt đất chấn động, những tán tu ở bốn phía được kim quang giáo che chở, lúc này đều trợn tròn mắt nhìn bầu trời. Hơn 5.000 tu sĩ xếp thành một hàng dài, chạy nhanh, dẫn tới sương mù ngập trời, cuồn cuộn như mây đen, đi về phía xa. Lúc Mạnh Hạo tỉnh lại, chỉ nhìn thấy một cái lưng. Đó là một bóng dáng xinh đẹp, đường cong gợi cảm từ vai đi xuống, thắt lại ở eo và rồi phình ra căng tròn. Nàng mặc một bộ đồ màu da, khiến Mạnh Hạo vừa nhìn thấy, gần như đã bỏ qua bộ đồ kia. Mái tóc dài phủ xuống, một khí chất trẻ trung, khiến Mạnh Hạo cảm thấy bầu trời xám xịt vào lúc này cũng trở nên đẹp đẽ. Thân ảnh đẹp đẽ, cũng không phải Mạnh Hạo không thích ngắm, chỉ vì thân là tu sĩ, ngay khi mở mắt, điều đầu tiên hắn chú ý đến không phải là bóng lưng xinh đẹp đó, mà phát tán linh thức ra bốn phía. Tất cả mọi thứ trên người hắn vẫn như trước khi hôn mê, không ai động đến. Một mảnh phế tích xung quanh, có thể nhận ra nơi này vẫn là Thánh Tuyết Thành, chỉ là không còn nhìn thấy thành trì đâu nữa, mà chỉ còn một chút mảnh vụn. Nhưng nơi này rất kỳ dị, trên mặt đất có ánh sáng bạc lấp lánh, tạo thành một trận pháp, chỉ là lúc này trận pháp vẫn đang khởi động, còn chưa mở ra hoàn toàn. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có lửa cháy bập bùng xung quanh, phát ra tiếng nổ lách tách. Tứ đại trưởng lão của gia tộc Hàn Tuyết, chỉ có 2 người ngồi xếp bằng ở không xa, xung quanh đó, chỉ còn hơn 100 tu sĩ, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi tĩnh tọa. Trong số họ, đa phần là người của gia tộc Hàn Tuyết, còn tu sĩ Mặc Thổ, thì chỉ có 10 mấy người. Mạnh Hạo nhớ trước khi hôn mê nhìn thấy trên mặt đất, phải đến hơn 300 người mới đúng. Ngoài ra 2 trưởng lão của gia tộc Hàn Tuyết đang tập trung nhìn trận pháp, còn thì thầm gì đó. Với vẻ mặt lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn lên bầu trời. Ngay khi Mạnh Hạo tỉnh lại, 4 vị trưởng lão Nguyên Anh ở nơi này lập tức ngẩng đầu, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Hành động của họ lập tức làm tu sĩ xung quanh chú ý.
Từng người mở mắt đều nhìn về phía Mạnh Hạo, chủ nhân của bóng lưng xinh đẹp. Hàn Tuyết San cũng tỉnh lại từ trong nhập định, quay người thì thấy được ánh mắt Mạnh Hạo. Trong mắt Hàn Tuyết San lộ vẻ vui mừng, lại có phần kỳ lạ. Đó là ánh mắt của thiếu nữ Hoài Xuân, là một loại sùng bái với cường giả. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, từ từ đứng dậy. Hàn Tuyết San nhanh chóng đi tới, đỡ lấy tay Mạnh Hạo. Cho dù Mạnh Hạo lúc này cảm thấy mình chỉ có chút thoát lực, nhưng nhìn thấy động tác của Hàn Tuyết San, hắn lại không đành lòng từ chối. Hắn có thể nhìn ra vẻ tiều tụy của Hàn Tuyết San, nó bao gồm việc thành trì tan vỡ, gia tộc tuột dốc, còn có mờ mịt với tương lai, bất lực với cuộc sống, còn có cả lo lắng cho bản thân mình. Nếu không, không thể ngay khi Mạnh Hạo tỉnh lại, chỉ có lo lắng biến mất, mà những cái khác đều còn đó. Đa tạ Mạnh đại. Sư ra tay, ân này gia tộc Hàn Tuyết ta đời đời không quên. Đại trưởng lão đứng dậy, đi tới trước mặt Mạnh Hạo, sau khi nhìn kỹ Mạnh Hạo, liền chắp tay vái. Bên cạnh hắn, nhị trưởng lão, lão thái bà và tứ trưởng lão đều đang bị thương, nhưng cũng chắp tay, vái Mạnh Hạo rất sâu. Không chỉ có bọn họ, tất cả tu sĩ ở đây, vào lúc này, đều đứng dậy, hướng Mạnh Hạo vái một cái. Cảnh tượng Mạnh Hạo trước khi hôn mê, đã khắc sâu vào trong lòng họ. Không có Mạnh Hạo, bọn họ đã chết rồi. Không có Mạnh Hạo, bọn họ đã thành biển máu từ lâu. Một mình Mạnh Hạo, cứu cả gia tộc Hàn Tuyết, cứu tất cả tu sĩ bọn họ. Một vái này, là bọn họ thật lòng. Mạnh Hạo hơi gật đầu, hắn không nói gì. Những người này vái hắn, hắn nên nhận lấy, nói thêm gì đó lại có vẻ kiêu căng. Ánh mắt hắn quét qua mọi người, từ từ mở miệng. Ta hôn mê bao lâu rồi? Người hôn mê 7 ngày rồi. Không có tu sĩ nào ở nơi này trả lời hắn, mà là một giọng nói già cả từ sau lưng hắn truyền tới. Ngay khi giọng nói này phát ra, vẻ mặt tu sĩ bốn phía càng thêm cung kính. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, quay người lại, nhìn thấy từ phế tích sau lưng, một lão giả dẫn theo mười mấy tộc nhân gia tộc Hàn Tuyết đi ra. Lão giả này gầy gò, giống như đi ra từ trong mộ, quần áo giản dị, tu vi không cao, nhưng khi lão đi tới, lại như tạo ra một trận gió lốc, quẩn quanh bốn phía. Tiền bối, Mạnh Hạo vừa nhìn đã nhận ra, người này chính là lão tổ đời thứ sáu của gia tộc Hàn Tuyết, tu sĩ Tràm Linh, Hàn Tuyết Bảo. Trong lòng hắn kinh hãi, đối phương xuất hiện khiến hắn kinh ngạc, dựa theo đạo lý, lão phải ra đi rồi mới đúng. Ta tán công rồi, không còn cưỡng cầu đột phá, không còn duy trì Tràm Linh, lúc người hấp thu truyền thừa, ta hút đi sinh cơ trong cơ thể kinh thứ, đổi lại tuổi thọ 10 năm. 10 năm sau, ta sẽ chết. Lão giả rừng rưng nói, như nhìn ra nghi hoặc của Mạnh Hạo, lão đi tới bên cạnh Mạnh Hạo, tộc nhân gia tộc Hàn Tuyết đều giấu đi vẻ đau thương, rất cung kính. Người rất giỏi. Hàn Tuyết Bạo ngồi xuống trước mặt Mạnh Hạo, chăm chú nhìn hắn, trên khuôn mặt già nua xuất hiện nụ cười hòa nhã. Có thể ở trong kết đan cảnh hấp thu toàn bộ truyền thừa 6 đời của tộc ta, nhìn khắp trời nam, ngươi là kẻ duy nhất. Trong lòng Mạnh Hạo cảm kích, hắn lúc này cũng đã hiểu, đối phương quả thực không có ý định đoạt xá, kỳ ngộ lúc trước, quả thực là một đại cơ duyên. Đang lúc muốn nói, Hàn Tuyết Bạo lắc đầu, cắt đứt lời nói của Mạnh Hạo, nhìn kỹ vào mắt Mạnh Hạo, từ từ mở miệng. Gia nhập gia tộc Hàn Tuyết ta, lão phu làm chủ, hứa gả Tuyết San cho ngươi làm đạo lữ. Mạnh Hạo ngây ra, vẻ mặt mỹ lệ của Hàn Tuyết San bên cạnh đột nhiên đỏ lên, cúi thấp đầu, tràn đầy vẻ ngượng ngùng. Nó chỉ là một trong các đạo lữ của ngươi, ngươi yên tâm, lão phu sẽ không quấy nhiễu cuộc sống tình cảm của ngươi, trở thành người của gia tộc Hàn Tuyết ta, ngươi chính là một đời lão tổ. Hàn Tuyết Bạo trầm giọng nói, ánh mắt nghiêm túc. Không phải để ngươi tự dưng gia nhập, lão phu sẽ tặng ngươi ba kỳ ngộ. Lão phu tuy tán công rồi, không còn là Tràm Linh, nhưng cảm ngộ vẫn còn, có ta trợ giúp, trong vòng 500 năm, ta nắm chắc 8 phần, giúp ngươi bước vào Tràm Linh. Đây là kỳ ngộ đầu tiên lão phu cho ngươi. Hàn Tuyết nhất mạch ta, có bí pháp Đại Tư Long, vượt xa những thuật pháp ngươi thu được trước kia, cũng truyền lại cho ngươi. Từ sau vạn thú trong thiên hạ, không còn nào không thuần phục trước mặt ngươi, đây là kỳ ngộ thứ hai. 3. Gia tộc Hàn Tuyết hiện giờ xuống dốc, nhưng đạo vận vẫn còn, hiện giờ nơi này không thể lưu lại, chúng ta sẽ đi Nam Vực.
Lão Phu là bạn cũ của Đan Quỷ Đại Sư trong Tử Vận Tông của Nam Vực, di chuyển gia tộc, nhập vào một phong trong Tử Vận Tông. Người theo Lão Phu từ Mặc Thổ đi Nam Vực, với thể diện của Lão Phu, nhất định có thể được Đan Quỷ Đại Sư dốc sức bồi dưỡng. Trước đây ta nghe nói ngươi đan đạo không tệ, Lão Phu mở miệng, Đan Quỷ Đạo Hữu nhất định sẽ nể mặt ta, thu ngươi làm đệ tử. Lời nói của Hàn Tuyết Bảo vang lên, rơi vào trong tai Mạnh Hạo. Mạnh Hạo im lặng, trong lòng cười khổ. Điều kiện đối phương đưa ra, trừ cảm ngộ Trảm Linh ra, những cái khác không có sức hấp dẫn. Bí pháp Tư Long cho dù có mạnh, cũng không bằng được tam đại bí thuật hiện giờ Mạnh Hạo đang nắm giữ, mà đệ tử Đan Quỷ Đại Sư. Đối với Mạnh Hạo mà nói, không phải vấn đề sức hấp dẫn, mà là cho dù hiện giờ, Mạnh Hạo vẫn coi Đan Quỷ Đại Sư là sư tôn của bản thân. Ân ba vái bái sư năm đó, một lần vái, chính là cả đời. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 574, Vô Mục Tầm 1. Người không đồng ý. Hàn Tuyết Bạo nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt chờ mong dần dần biến thành tiếc nuối. Lấy tuổi tác lịch duyệt của lão, mặc dù vẻ mặt Mạnh Hạo nhìn vẫn như thường, nhưng một chút chần chừ trong mắt lại không cách nào chạy khỏi hai mắt của lão. Đáy lòng thở dài, Hàn Tuyết Bảo cười lắc đầu. Tiền bối. Đáy lòng Mạnh Hạo có chút áy náy, hắn có thể nhìn ra chân thành của đối phương, tuy nói là vì gia tộc lão, nhưng đích thực là cũng mở ra cho mình một đại lộ. Chính là Nam Vực, Mạnh Hạo trong lòng biết, trong thời gian ngắn không thể trở về. Hàn Tuyết San sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu miễn cưỡng cười cười, cảm thấy mất mát, đứng dậy hướng về Mạnh Hạo hạ thấp người cúi đầu, sau đó xoay người đi xa, giống như không muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Nàng sợ hãi chính mình sẽ khổ sở mà rơi nước mắt. Thôi, là Lão Phu có chút ép buộc, người có con đường của mình, không cần Lão Phu tới an bài, cũng tốt. Hàn Tuyết Bảo không để Mạnh Hạo tiếp tục mở miệng, không nhắc lại chủ đề mới vừa rồi nữa, mà là đứng lên, mắt nhìn trận pháp trên mặt đất. Gia tộc Hàn Tuyết ta tổng cộng có 7 trưởng lão Nguyên Anh, ngươi đã gặp được 4 người, còn 3 người còn lại thì một năm trước đã đi tới Nam Vực, bố trí trận pháp ở nơi đó. Chỉ là trận pháp này cần xuyên thấu được phong tỏa của Mặc Thổ Cung, muốn truyền tống đi tới Nam Vực cũng có chút khó khăn. Cho nên ở trên mặt thời gian, cho đến nay, mới xem như là bố trí xong, trước mắt còn có khoảng 5 ngày nữa, là trận pháp này có thể mở ra. Một khi nó mở ra, chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây. Hàn Tuyết Bảo nâng tay phải lên vỗ túi trữ vật, lập tức bốn phía nhất thời xuất hiện hàn khí. Thậm chí ẩn ẩn có bông tuyết bay xuống, làm cho Mạnh Hạo hai mắt tập trung, nhìn về phía lòng bàn tay của Hàn Tuyết Bảo. Trong lòng bàn tay của lão có một con tằm màu lam, tằm này chỉ to cỡ ngón út, toàn thân như bông tuyết, chớp lóe quang mang màu lam, hàn khí ở nơi đây, chính là từ trên người nó tràn ra. Một khắc khi nhìn thấy con tằm này thì hô hấp của Mạnh Hạo có chút dồn dập. Lúc trước đã đáp ứng cho ngươi Hàn Tuyết tằm, nhưng lấy tu vi của bọn họ thì phải mất nửa năm mới có thể luyện chế ra được. Chỉ là bây giờ không còn thời gian nữa, nên lão phu cho ngươi con Hàn Tuyết tằm này. Đây là một Hàn Tuyết tằm biến dị, sinh mệnh lực nếu so với tằm tầm thường thì mạnh hơn nhiều lắm. Gia tộc Hàn Tuyết ta bao nhiêu năm nay, tổng số tằm biến dị xuất ra được có 6 con. Nó là con thứ 7. Bởi vì biến dị, cho nên cả đời có thể có 2 lần nhận chủ. Người lấy máu mình đút cho nó, liền có thể thu nó làm vật của mình. Hàn Tuyết Bạo nhìn Mạnh Hạo, tay phải vung lên, làm quang thẳng hướng Mạnh Hạo mà đến, trôi nổi ở trước người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn Hàn Tuyết tằm màu lam trước mặt, hít sâu một cái, cắn nát đầu ngón tay phải, nhỏ máu tươi lên người Hàn Tuyết tằm này. Ngay khi huyết dịch biến mất, Mạnh Hạo lập tức cảm ứng được dường như có một sợi dây liên hệ không thể nào đứt với Hàn Tuyết tằm. Thân mình con tằm này nhoáng lên một cái đã rơi vào trong lòng bàn tay. Từng trận cảm giác lạnh như băng hiện lên, cầm tằm này như cầm hàn băng vậy. Mạnh Hạo hít sâu một cái, ôm quyền muốn cúi đầu bái Hàn Tuyết Bạo một bái thật sâu. Mục tiêu khiến hắn đi vào Thánh Tuyết Thành, giờ phút này rốt cục hoàn thành. Mạnh Hạo trong lòng thật sự kích động, giờ phút này việc của hắn chỉ là đem Hàn Tuyết tằm này lột xác trở thành vô mục. Một khi trở thành vô mục tằm, thì tằm bất tử, tơ không ngừng,
mà tơ không ngừng, thì tầm bất tử, loại thiên hạ kỳ trùng này, là thiên hạ kỳ bảo, có thể trở thành thủ đoạn có lực nhất giúp Mạnh Hạo đi đối kháng thiên kiếp. Tiền bối, vãn bối muốn đi bế quan. Mạnh Hạo áp chế nội tâm kích động, lại cúi đầu, sau đó xoay người rời đi, không có đi quá xa, mà là ở ngay trong phế tích này, tìm một khu vực đã sụp xuống một nửa. Chui thân đi vào, Hàn Tuyết Bạo nhìn bóng dáng của Mạnh Hạo, đáy lòng thở dài, lão thật sự xem trọng đối phương, đáng tiếc người có chí riêng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của lão nhìn về phía Hàn Tuyết San, lại thở dài. Trong căn phòng đổ nát, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một cái, tay phải bấm tay niệm thần chú, chỉ vào mặt đất một cái. Yêu khí bốn phía lập tức vô thanh vô tức tiến đến, vờn quanh ở xung quanh hắn. Cho dù là gia tộc Hàn Tuyết cùng hắn kết mối giao tình, nhưng phòng bị tất yếu vẫn phải có. Nhất là vừa mới cự tuyệt yêu cầu của đối phương, sau khi lấy yêu khí che giấu, Mạnh Hạo lấy ra đan dược nuốt vào, nhắm mắt lại. Ước chừng trôi qua vài canh giờ, khi hai mắt hắn mở ra thì trong mắt hắn hiện lên tinh mang. Thân thể suy yếu đã khôi phục, thậm chí linh thức cũng rất khổng lồ, đến cả tu vi trong cơ thể đều tăng trưởng không ít. Mạnh Hạo có nắm chắc, sau khi vượt qua thiên kiếp, tu vi của hắn chẳng những có thể trực tiếp đột phá bước vào trong kim đan trung kỳ, mà là có thể trực tiếp đánh tới trung kỳ đỉnh phong. Sau khi sắp xếp chuẩn bị xong hết thảy, Mạnh Hạo cúi đầu, lấy Hàn Tuyết Tầm ra, lại lấy Tang Đình Diệp, đặt ở trước mặt Hàn Tuyết Tầm. Lá cây này mới vừa xuất hiện, thân thể Hàn Tuyết Tầm bỗng nhiên chấn động, giống như này Tang Đình Diệp đối với nó mà nói, là một loại mê hoặc không thể chịu đựng được. Trong chớp mắt, nguyên cả tấm lá cây có tia chớp quấn quanh đã bị Hàn Tuyết Tầm nuốt sạch sẽ. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, lấy gương đồng ra, bắt đầu phục chế Tang Đình Diệp. Cũng may trong túi trữ vật của hắn hiện nay cũng không có thiếu linh thạch, giờ phút này phục chế tuy nói đau lòng, nhưng tưởng tượng đến khả năng của Vô Mục Tầm, Mạnh Hạo lại không chần chừ. Một lá, mười lá, trăm lá. Mạnh Hạo mở to mắt, hắn cảm thấy có chút khó tin. Một con Hàn Tuyết Tầm nho nhỏ, có thể cắn nuốt nhiều Tang Đình Diệp như vậy sao? Và lại cứ như vĩnh viễn đều không có thời điểm đình chỉ vậy. Như thể nếu có một mảnh thiên địa là Tang Đình Diệp, nó cũng có thể nuốt vào toàn bộ. Điều này làm cho trong lòng Mạnh Hạo có chút không nắm chắc. Lai lịch của tầm này là khi hắn còn ở Nam Vực hỏi ra được từ vị tu sĩ mặc thổ kia, qua phân tích cho rằng là thực, nhưng hôm nay không khỏi có chút chần chừ. Trầm ngâm chốc lát, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, dứt khoát dốc vốn, lấy hết toàn bộ tinh thạch trong túi trữ vật ra, luyện chế Tang Đình Diệp, không ngừng đút cho Hàn Tuyết Tầm. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã một ngày đi qua, đến buổi trưa ngày hôm sau thì ánh mắt Mạnh Hạo đều đỏ lên rồi. Hắn không biết là chính mình đã đút cho Hàn Tuyết Tầm này bao nhiêu lá Tang Đình Diệp rồi. Nếu để Mạnh Hạo tính ra, số Tang Đình Diệp mà nó đã ăn, để cùng một chỗ, đủ để hình thành một mảng núi rừng lớn. Nhưng Hàn Tuyết Tầm này, cảm giác giống như còn chưa ăn no, nhưng mà cũng may là thân thể của nó có chút thay đổi. Giờ phút này tuy nói vẫn là màu lam, nhưng lại nhiều thêm vài cái vòng màu trắng. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 575, Vô Mục Tầm 2. Vòng này như mắt khiến cho người nhìn thấy có cảm giác như tâm thần bị thu mất. Trải qua Mạnh Hạo nuôi nấng một ngày, trên thân mình của Hàn Tuyết Tầm lúc này đã có 5 vòng. Mạnh Hạo mắt nhìn túi trữ vật, cực kỳ đau lòng. Linh thạch của hắn là đạt được trong khoảng thời gian trở thành Kim Quang Lão Tổ. Tuy rằng không ít, nhưng giờ phút này cũng đã dùng hơn phân nửa. Mạnh Hạo cắn răng một cái, lại nuôi nấng. Một lá, một lá, lại một lá. Sáng sớm ngày thứ 3, trong mắt Mạnh Hạo đã tràn ngập tơ máu. Trong tay hắn Hàn Tuyết Tầm đã xuất hiện được 8 cái vòng, cái thứ 9 như ẩn như hiện. Nhưng linh thạch trong túi trữ vật của Mạnh Hạo đã gần như tiêu hao hết sạch. Còn thừa không nhiều lắm, Mạnh Hạo vẻ mặt bi ai. Hai ngày trước, hắn có một lượng lớn linh thạch, cảm thấy đi bất kỳ địa phương nào tâm cũng không phải hoảng hốt, thích cái gì cũng có thể đi mua. Nhưng hôm nay, túi trữ vật của hắn làm cho hắn cảm thấy giống như đi đâu cũng không có bất kỳ ý tưởng mua vật phẩm nào. Nếu không thể luyện ra vô mục,
Mạnh Hạo nắm chặt tay lại, không tiếp tục nghĩ về việc này nữa. Hắn như dân cờ bạc vậy, nếu đã đến loại trình độ này, liền đơn giản cược một cuộc. Cho đến đêm khuya ngày thứ ba, trong túi trữ vật của Mạnh Hạo đã hoàn toàn trống trơn. Sau khi mảnh Tang Đình Diệp cuối cùng bị Hàn Tuyết Tầm nuốt vào, Mạnh Hạo nhìn trên người Tầm này xuất hiện vòng thứ 9, cả người ngây dại. Chết tiệt, ta hết sạch linh thạch rồi, nhưng Tầm này như thế nào còn chẳng có thay đổi quái gì cả là sao? Không phải nói là sẽ lột xác sao? Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn Hàn Tuyết Tầm, nhìn nó ở trong lòng bàn tay của mình vẫn không có nhúc nhích gì. Từ trong tâm thần lại truyền đến cảm xúc muốn ăn tiếp của nó, Mạnh Hạo cảm thấy mình muốn chết luôn cho rồi. Mấy trăm vạn linh thạch của ta. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn về phía túi trữ vật, giờ phút này bên trong chỉ còn lại có cực phẩm linh thạch, nhưng đây là tiền vốn cuối cùng của hắn, là vật bảo mệnh có thể hấp thu ở thời khắc mấu chốt. Mạnh Hạo suy đi nghĩ lại đến gần một nén nhang, Hàn Tuyết Tầm trong lòng bàn tay có vẻ như cảm thấy đã không còn đồ ăn nữa, dần dần không truyền tới cảm xúc muốn ăn nữa mà bắt đầu nhả tơ. Mạnh Hạo nhìn con Hàn Tuyết Tầm này không ngừng mà nhả tơ, tơ như tuyết hoa, nhưng cũng không phải là tơ của vô mục trong truyền thuyết. Rất nhanh, tơ mà Hàn Tuyết Tầm này phun ra đã vây quanh toàn thân nó, cho đến khi nó hóa thành một cái kén nhỏ, bằng nắm tay trẻ sơ sinh. Mạnh Hạo nhíu mày, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Sau khi tản ra linh thức cẩn thận xem xét, trái tim hắn bỗng nhiên bang. Bang ra tốc nhảy lên, ổn định lại tâm thần đang run lên. Sau khi lại cẩn thận nhìn một chút, hô hấp của hắn cũng dồn dập hơn một chút. Ta cảm nhận được một cỗ khí tức khác, không phải Hàn Tuyết Tầm, mà là càng cường đại hơn nữa, cường đại hơn nhiều lắm. Giữa hai kẻ căn bản là không thể so sánh. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh quang, rồi nhắm nghiền lại, yên lặng cảm thụ một lát, sau đó lại mở ra thì trên mặt Mạnh Hạo lộ ra nét cười. Chỉ cần hai ngày là có thể phá kén mà ra. Mạnh Hạo đem cái kén nhỏ cầm trong tay chân quý thu hồi, lúc này mới tan đi yêu khí bốn phía. Giờ phút này bên ngoài là đêm khuya, ánh trăng chiếu rọi mặt đất, Mạnh Hạo hít sâu một cái, rời khỏi chỗ bế quan lâm thời này. Khi hắn đi ra thì có tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết đang gác đêm, lập tức thấy được Mạnh Hạo, nhất thời vẻ mặt cung kính cúi đầu. Mấy ngày nay đối với gia tộc Hàn Tuyết mà nói, là khoảng thời kỳ gian nan nhất. Bọn họ không biết có còn tu sĩ Mặc Thổ cung đánh đến nữa hay không, một khi lại xâm nhập, lấy thế lực của bọn họ hiện nay. Rất khó chống cự, cho nên chỉ có thể ở trong lo lắng mà cẩn thận từng ly từng tí, chờ đợi trận pháp mở ra. Dưới ánh trăng, trên bầu trời bông tuyết bay bay, trận tuyết này đã rơi hai ngày. Trên mặt đất đã sớm bao trùm một tầng thật dày, làm nổi bật ánh trăng, khiến cho bốn phía cho dù là đêm tối, cũng đều đã trở thành màu bạc. Mạnh Hạo hít vào hàn khí lạnh như băng, ánh mắt đảo qua bốn phía thì đột nhiên đình trệ, hắn thấy được ở phía xa, một bóng lưng quen thuộc. Đó là Hàn Tuyết San, nàng ngồi trên một phế tích đổ nát, đang nhìn bầu trời bao la xa xôi, không biết là suy nghĩ cái gì. Nhìn Hàn Tuyết San, đáy lòng Mạnh Hạo thở dài, hắn mấy ngày nay bởi vì chuyện tình Hàn Tuyết Tầm mà quên khuấy đi sự mất mát của thiếu nữ mấy ngày trước đã nghe thấy lời từ chối của mình này. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo nghĩ tới chính mình trước khi hôn mê được thân thể mềm mại ôm lấy, cùng với sau khi tỉnh dậy, lo lắng trong mắt đối phương được vui sướng thay thế. Vì thế hắn đón bông tuyết, đi về hướng Hàn Tuyết San, đến gần thì Hàn Tuyết San lập tức quay đầu. Dưới ánh trăng, trong gió tuyết, khuôn mặt của nàng cực kỳ xinh đẹp, khóe mắt còn mang theo một chút nước mắt. Sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo đi đến, nàng cắn môi, quay đầu không nói lời nào. Mạnh Hạo đứng ở bên người Hàn Tuyết San, ho khan một tiếng. Khụ, nghe nói ngươi rất sùng bái Đan Định Đại Sư. Có muốn ta giúp ngươi giới thiệu một chút hay không? Mạnh Hạo ho khan rồi mở miệng nói. Khụ khụ, ta nghe nói Đan Định Đại Sư vẫn chưa có đạo lữ, nói không chừng cô vẫn còn có cơ hội à. Mạnh Hạo mắt nhìn Hàn Tuyết San, trêu ghẹo nói. Hàn Tuyết San vừa nghiêng đầu, cố ý không nhìn tới Mạnh Hạo. Nhưng khóe miệng cũng đã lộ ra nét cười thiếu nữ, nhưng rất nhanh lại nhịn xuống. Ta cùng Đan Đỉnh Đại Sư rất quen thuộc. Nói chuyện giúp ngươi, nhất định phi thường có tác dụng. Mạnh Hạo ngồi xổm xuống bên người Hàn Tuyết San, cười nói, gió lạnh thổi tới trên mặt của hắn, đem tóc của hắn phiêu tán, lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng. Tại đây, dưới ánh trăng, màu da hơi đen cũng nhìn không ra,
lộ ra vẻ tuấn lãng cùng với khí chất kỳ dị. Hàn Tuyết San không thể tiếp tục phụng phịu, nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo thì đôi mắt đẹp lộ ra một chút ý thoải mái, che giấu đi mất mát mấy ngày này nơi đáy lòng nàng. Người cũng không phải Đan Đỉnh đại sư. Hàn Tuyết San nở nụ cười, sau đó lại cố ý phụng phịu, giống như chịu đựng rất vất vả. Huống hồ người ngay cả Nam Vực cũng chưa đi qua, làm sao có thể quen thuộc với Đan Đỉnh đại sư được chứ? Hàn Tuyết San không chút khách khí vạch trần thứ mà nàng cho là chân tướng. Mạnh Hạo gãi gãi đầu, cười cười sau đó ngồi ở bên người Hàn Tuyết San. Hai người ngồi ở trên bàn đá vỡ nát, bốn phía là phế tích mênh mang, bầu trời tuyết bay lả tả, gió lạnh nức nở thổi qua mặt đất, thổi bay tóc hai người. Người không hiểu đâu, tuy rằng ta chưa từng gặp qua Đan Đỉnh đại sư, nhưng đan đạo của đại sư giống như ta vậy, giữa chúng ta trên thực tế là bạn tri kỷ đã lâu. Mạnh Hạo vội ho khan một tiếng, lộ ra cái bộ dáng bí hiểm học từ Chu Đức Khôn. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 576, mỗi khi tuyết rơi, hãy nhớ tới ta. Chờ người đến Tử Vận Tông, gặp được Đan Đỉnh đại sư, nhất định phải hỏi hắn một chút, còn nhớ rõ cái thân ảnh đã được y nhớ kỹ, trong gió tuyết năm đó hay không? Mạnh Hạo ngẩng đầu, bày ra bộ dạng rất thổn thức. Nếu như không có động tác chớp mắt cùng với ánh mắt len lén nhìn về phía Hàn Tuyết San, như vậy có lẽ sẽ càng thật hơn mấy phần. Hàn Tuyết San che miệng cười, hai mắt long lanh, nhìn Mạnh Hạo. Sau khi nhìn thấy biểu cảm của Mạnh Hạo, thì thật sự là nhịn không được mà cười ra tiếng. Thanh âm như chuông bạc quanh quẩn, giống như tiêu tán hết buồn bực dưới đáy lòng. Được, 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 chờ ta đến Tử Vận Tông, gặp được Đan Đỉnh đại sư. Nhất định sẽ hỏi y như vậy. Hàn Tuyết San cười mở miệng. Ta có phải là nên hỏi thêm một câu nữa rằng, năm đó trong gió tuyết, cái thân ảnh kia, từng nói qua một câu, mỗi khi tuyết rơi thì phải nhớ tới ta hay không? Hàn Tuyết San chớp chớp ánh mắt xinh đẹp, mang theo ý đùa giỡn, nói tiếp một câu. Những lời này có chút ám muội. Nhưng mà không sao, quan hệ giữa ta cùng Đan Đỉnh đại sư, người bình thường khó có thể tưởng tượng. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, cười nói. Đây là miêu tả lời muốn nói của hai nhân tình trong thời điểm ly biệt của Thánh Tuyết Thành chúng ta. Hàn Tuyết San lại nở nụ cười. Sau một hồi lâu, nàng vỗ vỗ ngực, hất cằm lên. Được rồi, ta tha thứ cho ngươi. Mạnh Hạo cười cười, ở bên. Người Hàn Tuyết San nhặt tuyết rơi trên mặt đất, nhìn tuyết ở trong tay hòa tan. Trí nhớ giống như cũng theo tuyết, về tới năm đó ở Tử Vận Tông. Trong đầu chậm rãi hiện lên từng bóng dáng quen thuộc. Không biết các ngươi bây giờ, tất cả có mạnh khỏe hay không? Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phương hướng Nam Vực. Kỳ thật ta chỉ là sùng bái Đan Đỉnh đại sư mà thôi. Những lời trước kia nói cùng ngươi, cũng không phải thật sự. Ta chỉ là muốn có được một viên đan dược do Đan Đỉnh đại sư tự tay luyện chế mà thôi. Hàn Tuyết San nhìn động tác Mạnh Hạo nhặt tuyết lên, thấp giọng nói, giống như đang giải thích cái gì đó. Có thể có được một viên đan dược của Đan Đỉnh đại sư, ta liền thỏa mãn, thật không có mấy ý mà ngươi nói đâu. Hàn Tuyết San nhìn thấy vẻ tươi cười của Mạnh Hạo, lập tức trừng mắt lên, nghiêm túc nói. Mạnh Hạo lắc đầu cười, mắt nhìn Hàn Tuyết San còn mang theo nét thiếu nữ ngây thơ, suy nghĩ một chút, tay phải từ trong túi trữ vật lấy ra một viên thuốc. Đây là một viên trúc cơ thiên, là một viên thuốc coi như không tồi được Mạnh Hạo từng luyện chế qua. Có được hơn 8 phần dược hiệu, ta cho ngươi một viên. Mạnh Hạo cầm lấy đan dược, suy nghĩ một chút, móng tay ở trên nhẹ nhàng khắc xuống, viết ra một chữ tuyết, sau đó đưa cho Hàn Tuyết San. Viên thuốc này, so với Đan Đỉnh đại sư luyện chế còn có giá trị hơn. Phần giá trị này không phải thể hiện ở trên bản thân đan dược, mà là thể hiện ở chỗ, nó là do ta luyện chế. Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng. Hàn Tuyết San trầm mặc, tiếp nhận viên thuốc này. Đặt ở trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn xuống, đang muốn nói cái gì đó thì Mạnh Hạo đã đứng lên. Ở Tử Vận Tông, nếu gặp vấn đề giải quyết không được, ngươi có thể cầm viên thuốc này, đi tìm Đan Quỷ đại sư. Lão nhân gia ông ấy sau khi nhìn thấy, sẽ giúp ngươi giải quyết tất cả. Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng, thanh âm mang theo một chút phiền muộn. Nhưng Hàn Tuyết San cũng là mở to mắt, lời nói này rơi vào trong tai nàng,
khiến nàng theo bản năng đã cảm thấy Mạnh Hạo lại đang cố làm ra vẻ huyền bí. Nếu lão nhân gia ông ấy hỏi ta, Mạnh Hạo vừa nói tới đây, Hàn Tuyết San vội vàng ở bên nói một câu. Ta phải trả lời, mỗi khi tuyết rơi thì người sẽ nhớ đến ta. Mạnh Hạo sửng sốt, nghĩ đến biểu cảm của sư tôn sau khi nghe được câu này, thì lập tức nhịn không được ha ha cười. Tươi cười mang theo vui vẻ, càng có một loại tư vị nói không nên lời, tư vị này, ngoại trừ chính hắn, không ai có thể biết. Trong tiếng cười, Mạnh Hạo xoay người đi xuống khỏi phiến đá, đi về phía xa xa. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn đi ra bước thứ ba, bỗng nhiên Mạnh Hạo biến sắc, thậm chí bỗng nhiên lui lại, trực tiếp ôm lấy Hàn Tuyết San, một cái huyết băng thiểm, thân ảnh khoảnh khắc biến mất. Gần như ở cùng một cái chớp mắt khi Mạnh Hạo biến mất, trong đêm tối phong tuyết, một luồng u quang vô thanh vô tức nháy. Mắt tiến đến, trực tiếp đã rơi vào vị trí lúc trước của Mạnh Hạo cùng Hàn Tuyết San. Tiếng động nổ vang kinh thiên quanh quẩn, mặt đất chấn động, chỗ phòng ốc đổ nát mà Mạnh Hạo cùng Hàn Tuyết San vừa ngồi lúc nãy, giờ phút này đã trực tiếp trở thành cho bụi. Cách đó không xa, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra hàn mang, nhìn từng đạo thâm ý trong gió tuyết giờ phút này từ đằng xa gào thét mà đến, ôm Hàn Tuyết San San rất nhanh lui về phía sau. Lúc này người của gia tộc Hàn Tuyết cũng đều bừng tỉnh, tứ đại trưởng lão cùng với Hàn Tuyết Bảo còn có hơn 200 tu sĩ, dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt gia tộc Hàn Tuyết ta mà. Ánh mắt Hàn Tuyết Bảo lộ ra vẻ tức giận, tuy lão nói tu vi rớt xuống, không còn là chẳng linh. Nhưng mà dù sao cũng từng là cường giả tuyệt đỉnh, giờ phút này có thể biểu hiện ra, cũng là thực lực của Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn. Lão vừa dứt lời thì chân phải nâng lên, hung hăng đạp mạnh xuống mặt đất một cái. Mặt đất vù vù, từng khe nứt lan ra xung quanh, kinh thứ dựng lên, hóa thành một mảnh quầng sáng kinh thứ. Những kinh thứ này xông lên tận trời, bao phủ bát phương, lập tức ngăn cản lại công kích của ngoại giới. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng động nổ vang ngập trời không ngừng vang lên. Theo kinh thứ có thể nhìn thấy trong gió tuyết bên ngoài, có bóng dáng của hơn ngàn tu sĩ, trong đó có 8 bóng người là lợi hại nhất. Bọn họ đứng giữa không trung, bốn phía không có một chút gió tuyết nào có thể lại gần, tất cả chỉ cần có chút tiếp cận liền như bị xé nát. Đây là 8 tu sĩ Nguyên Anh, trong đó có 6 người đến từ Tây Mạc. Chỉ có 2 người thuộc Mạc Thổ Cung mà thôi, trận diệt sát đối với gia tộc Hàn Tuyết này, hoàn toàn là do Tây Mạc khởi xướng. Một vị tu sĩ chảm linh diệt vong có thể tạo được uy hiếp, cũng không chỉ có mấy ngày này mà thôi. Hiển nhiên, những người này sở dĩ dám đến, là vì biết được hư thực của gia tộc Hàn Tuyết. Tiếng động nổ vang không ngừng truyền ra, đều đến từ pháp thuật thần thông của hơn 1.000 tu sĩ ở bốn phía, cùng với 8 lão giả Nguyên Anh kia, không ngừng oanh kích, phá hủy kinh thứ xung quanh. Mặt đất chấn động, sắc mặt tu sĩ của gia tộc Hàn Tuyết đồng loạt biến hóa, trầm mặc không nói. Khó trách nhanh như vậy liền đi tới, thì ra là có người của bộ lạc tinh tú ở Tây Mạc thôi diễn. Trong mắt Hàn Tuyết Bảo hiện lên hàn quang, ánh mắt dừng ở chỗ sâu trong phong tuyết, khu vực mà người bên ngoài nhìn không tới. Mạnh Hạo che chở Hàn Tuyết San đi tới. Sau khi Hàn Tuyết San về lại bên người tộc nhân, thì Mạnh Hạo nghe được lời nói của Hàn Tuyết Bảo, nhìn về phía phong tuyết bên ngoài kinh thứ. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 577, Vô Mục Hữu Thanh. 1. Cũng chỉ là thời gian mấy cái hô hấp, mắt phải hắn liên tục chớp 7 lần, thế giới trước mắt bỗng nhiên biến đổi, dường như đã trở thành trắng đen. Cùng lúc đó, một thân ảnh ở trong gió tuyết, vừa rồi Mạnh Hạo không nhìn thấy được, giờ phút này cũng hiển lộ trong mắt của hắn. Đó là một người mặc áo bào trắng, nhìn không rõ gương mặt. Chỉ có thể nhìn thấy đôi tay được nâng lên, chi chít nếp nhăn, cực kỳ khô héo. Trước mặt người này có một cái bát màu đen, trong bát đầy nước vần đục, giống như đang thi pháp. Gần như cùng lúc với khi Mạnh Hạo nhìn qua, người mặc áo bào trắng đó như phát hiện ra cái gì, mạnh mẽ ngẩng đầu. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, hắn thấy được một ánh mắt, một mắt có hai tròng. Trong lòng cảnh báo một tiếng, Mạnh Hạo lập tức chặt đứt thuật pháp. Thế giới trước mắt khôi phục như thường, người cũng thấy rồi. Hàn Tuyết Bảo quay đầu, nhìn Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo ngưng trọng gật gật đầu. Đó là bộ lạc Tinh Túc, một trong tam đại bộ lạc của Tây Mạc, am hiểu thôi diễn, cho rằng toàn bộ tinh thần trên thiên không đều là yêu. Hàn Tuyết Bạo thản nhiên nói. Lão vừa dứt lời, lại một tiếng nổ vang nữa truyền đến, bên ngoài kinh thứ, có ba cự nhân đi tới trong gió tuyết. Mỗi người thân cao đều vào khoảng 50 trượng, trong tay ba tên cự nhân này đều cầm cự bổng, mạnh mẽ vọt tới. Trên bầu trời thê lương gào thét vọng tới, một con dao long dài hẹp lóe lên, lao thẳng đến mặt đất. Nơi càng xa, từng chiếc chiến xa u quang lóng lánh, không ngừng mà oanh kích, còn có tám tu sĩ nguyên anh kia, bên người thuật pháp tràn ngập, pháp bảo kích động hư vô. Không cần để ý tới ngoại giới, các ngươi cứ chuyên tâm mở trận pháp đi. Khi thanh âm của Hàn Tuyết Bạo còn đang quanh quẩn thì phía sau lão, tứ đại trưởng lão cùng với tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết đều cúi đầu đồng ý, đều tự đi hoàn thiện trận pháp trên mặt đất, không ngừng thử mở ra. Kinh thứ chấn động, tầng tầng vỡ vụn, dưới công kích ở trình độ này, dường như kinh thứ cũng đều không thể kiên trì được bao lâu nữa. Cùng lắm là một canh giờ, kinh thứ bốn phía sẽ lập tức hỏng mất mà mở ra. Tiếng thở dài truyền ra từ miệng Hàn Tuyết Bạo, tay phải lão vung lên, lại một hạt giống kinh thứ nữa được thôi hóa, vờn quanh bốn phía, lại ngăn cản. Tiếc là có sự xuất hiện của người bộ lạc Tinh Túc, kinh thứ bị hắn áp chế quá nghiêm trọng. Vẻ mặt Hàn Tuyết Bạo lộ ra vẻ lo âu, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trận pháp nơi đây tán phát ra quang mang mỏng manh. Mở rồi, lão tổ, trận pháp mở rồi. Tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết lập tức có người mang theo cảm giác mừng như điên hô lên. Mạnh Hạo lập tức quay đầu, thấy được trận pháp trên mặt đất đang dần dần sáng ngời, tràn ra ánh sáng truyền tống. Xem bộ dáng, phòng chừng chờ thêm một lát nữa là có thể hoàn toàn mở ra. Tất cả tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết đều lập tức phấn chấn, nhưng đột nhiên, mặt đất nổ vang, xa xa có một đạo ánh sáng kinh thiên, giống như tập hợp thuật pháp của mọi người, tập hợp tất cả. Pháp bảo đã hình thành một luồng ánh sáng hủy diệt, hóa thành một viên tinh thần, lấy tốc độ khó có thể hình dung, thẳng đến nơi này mà đến. Nổ vang một tiếng, trực tiếp đập nát kinh thứ. Hàn Tuyết Bạo gầm nhẹ, tay phải vung lên, kinh thứ lần nữa xuất hiện khắp nơi, thân thể lão cũng theo đó lao ra, bấm tay niệm thần chú, vung về phía trước. Lập tức có gió lốc gào thét mà đi, trong tiếng nổ vang, tinh thần do ánh sáng hủy diệt biến ảo ra lập tức hỏng mất. Mà Hàn Tuyết Bạo cũng phun ra máu tươi, thân mình lảo đảo lui về phía sau, vẻ mặt lập tức uể oải. Lão tổ, tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết đồng loạt tiến lên, trên mặt lộ ra vẻ bi phẫn. Hàn Tuyết San cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt, chỉ là đã trải qua quá nhiều rồi, nay nàng đã không còn sợ nữa. Mạnh Hạo trầm mặc không nói, hắn nhìn bầu trời bao la buổi sáng sớm, nhìn tu sĩ Tây Mạc này, hai mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn về chỗ xa hơn. Tính toán thời gian, hẳn là sắp tới rồi. Mạnh Hạo thì thào trong lòng, bỗng nhiên, hai mắt hắn mạnh mẽ nhíu lại. Ở chỗ bầu trời xa xa, hắn thấy được một mảnh sương mù quét ngang thiên địa. Tin ngũ gia được bất tử, trái ba vòng, lại ba vòng, lắc lắc mông. Thanh âm mơ hồ truyền đến khiến cho trên mặt Mạnh Hạo lộ ra nụ cười cổ quái. Nụ cười này càng ngày càng đậm, đến cuối cùng thì tiếng cười vui vẻ truyền khắp bốn phía. Tin ngũ gia được bất tử, ngũ gia vừa xuất, ai dám tranh phong? Trái ba vòng, phải ba vòng, lắc lắc mông. Xem chu tiên đại trận của ta đây. Thanh âm như sấm nổ vang, có thể nhìn thấy sương mù quay cuồng, phô thiên cái địa, dần dần xuất hiện nơi chân trời. Trong sương mù, có mấy ngàn đại hán, đang lấy kỳ quái tư thế chạy nhanh tới, thanh âm quanh quẩn. Bọn họ chạy bộ đã tràn ngập khí thế không cách nào hình dung, đủ để cho tất cả những ai nhìn thấy đều phải trợn mắt há hốc mồm. Hơn 5.000 người chạy tới, làm cho bầu trời này đều run lên, theo sương mù quay cuồng, giống như chấn động mặt đất, giống như trời sụp đất nứt. Hơn nữa ở phía trước hơn 5.000 người này, còn có một con chim anh vũ lông tạc, diễu võ dương oai, mang theo cuồng ngạo, không ngừng gào lên. Đến, kêu to lên chút nữa cho ngũ ra. Một màn này, đầu tiên chấn cho hơn 1.000 tu sĩ Tây Mạc kia ngây người, ngay cả 8 lão giả nguyên anh của Tây Mạc cũng đều ngẩn người,
ngơ ngác nhìn những kẻ kỳ quặc cùng con chim cũng kỳ quặc nốt trên bầu trời. Thậm chí đến cả cái bát trước mặt người áo bào trắng của bộ lạc tinh túc kia cũng đều run lên một cái, nước đục bên trong xém tí nữa thì bị hắt đi. Lão ngẩn người, ngơ ngác nhìn bầu trời. Còn có tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết ở bên trong kinh thứ nữa, mặc dù lúc này hào quang của trận pháp càng ngày càng sáng ngời. Nhưng hơn 200 tu sĩ của gia tộc Hàn Tuyết nơi đây cũng không khỏi hô hấp dồn dập, ẩn ẩn cảm thấy da đầu run. Lên, đối với một màn đột nhiên xuất hiện này, hoàn toàn sửng sốt. Tứ đại trưởng lão sửng sốt, Hàn Tuyết Bạo sửng sốt, Hàn Tuyết San cũng đều há miệng nhỏ, lộ ra vẻ khó tin. Đây là ngũ gia đại trận của Kim Quang Giáo. Bên ngoài kinh thứ, trong hơn 1.000 tu sĩ Tây Mạc, cũng có một số là người của Mặc Thổ Cung, bọn họ lúc này thất thanh mở miệng. Lời nói vừa ra, lập tức có nhiều người hơn nhận ra một màn buồn cười trên bầu trời này, là đại biểu cho cái gì? Kim Quang Giáo, Kim Quang Lão Tổ. Người của gia tộc Hàn Tuyết trong kinh thứ lúc này phần lớn là hô hấp dồn dập, theo thanh âm bên ngoài truyền đến, trong đám bọn họ lập tức có người kịp phản ứng, nhất thời có không ít tu sĩ thất thanh. Bọn họ chính là Kim Quang Giáo. Thanh danh của Kim Quang Giáo mới nổi lên ở Mặc Thổ dạo gần đây, đặc biệt là Kim Quang Lão Tổ, bên trong truyền ngôn lại càng thấm đượm màu sắc thần bí. Những người ở đây nhìn thấy một màn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời này, ai nấy đều là tâm thần chấn động. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 578, Vô Mục Hữu Thanh, 2. Khi mà hầu hết tất cả mọi người ở đây đều chưa hiểu rõ mục đích cụ thể của việc Kim Quang Giáo tiến đến, thì Mạnh Hạo đã ho khan một tiếng. Hắn không ngờ là danh khí của Kim Quang Giáo lại lớn đến thế, lúc này ngẩng đầu nhìn hơn 5.000 tu sĩ đang ngày càng lại gần, truyền ra thanh âm của hắn. Kim Quang Giáo nghe lệnh, bao vây tất cả tu sĩ đối địch ở bên ngoài kinh thứ. Ngay khoảnh khắc khi thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, trên người của hắn cũng nháy mắt bộc phát ra kim quang chói mắt. Đây là ánh sáng kim đan của hắn, vờn quanh bên ngoài thân thể, trong một cái chớp mắt, truyền khắp thiên địa, khiến người khoảng cách rất xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Nháy mắt khi thanh âm này truyền ra, kim quang phân tán tứ phía, tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết xung quanh Mạnh Hạo, ai nấy đều lập tức quay đầu nhìn lại. Tứ đại trưởng lão lại càng mở to mắt, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo. Ngay cả Hàn Tuyết Bảo cũng thâm ý sâu sắc nhìn sang. Gần như đồng thời với khi bọn họ quay sang nhìn Mạnh Hạo, thì trên bầu trời, hơn 5.000 tu sĩ lúc này đã gào thét mà đến. Cũng nghe được toàn bộ thanh âm của Mạnh Hạo, thấy được kim quang của Mạnh Hạo ở chỗ này. Thanh âm này trong khoảnh khắc khi lọt vào tai bọn họ, thì từ miệng bọn họ lại lập tức truyền ra thanh âm kinh thiên. Mệnh lệnh của Lão Tổ, thề sống chết vâng theo. Hơn 5.000 người nhất tề gào thét, thanh âm trong nháy mắt quẩn quanh, sương mù trên bầu trời lập tức quay cuồng. Hơn 5.000 đại hán này, nhất thời vờn quanh bốn phía, bắt đầu nhanh chóng tăng tốc. Theo bước chân của bọn họ, tiếng nổ quanh quẩn, bầu trời biến sắc, mặt đất chấn động, tầng tầng sương mù quay cuồng, có thể nhìn đến phần đông thân ảnh cao lớn. Hiển lộ, giống như chiến tiên. Chỉ có điều, cái tư thế kia cũng quá là quỷ dị đi. Động tác lắc mông quái dị, nhưng lại khiến cho khí tức này thêm một phần cổ quái không sao hình dung được. Một màn này hoàn toàn lay động tu sĩ Tây Mạc ở ngoại giới, cũng rung động mọi người của gia tộc Hàn Tuyết. Bọn họ ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, đầu óc vù vù. Giờ phút này nếu còn không hiểu thân phận của Mạnh Hạo, thì bọn họ liền sống uổng phí một hồi rồi. Ngươi là Kim Quang Lão Tổ. Đại trưởng lão hít vào một hơi, trên mặt mang theo vẻ không thể tin nổi. Kim Quang Lão Tổ, Kim Quang Lão Tổ. Toàn bộ người của gia tộc Hàn Tuyết đều hô hấp dồn dập, thất thanh mở miệng. Cũng khó trách bọn họ như thế. Mấy ngày này Mặc Thổ đại loạn, trong đại loạn này Kim Quang Giáo quật khởi, chiếm cứ thành Đông Lạc, khiến cho Mặc Thổ Cung cũng phải cảm thấy đau đầu. Nhất là vị Kim Quang Lão Tổ kia cực kỳ thần bí, giáo chúng 5.000 tạo thành trận pháp kinh thiên động địa. Cái danh xưng Kim Quang Lão Tổ này ở Mặc Thổ hiện nay đã là không ai không biết, thanh danh hiển hách. Giờ phút này bọn họ đột nhiên phát hiện
thì ra Mạnh Đại Sư chính là Kim Quang Lão Tổ. Loại cảm giác mãnh liệt này lập tức làm cho bọn họ cảm thấy khó tin. Hàn Tuyết San mở to mắt, nàng chợt phát hiện ở trên người Mạnh Hạo có rất nhiều điều thần bí mà chính mình không biết. Vô luận là biểu hiện đại sư đan đạo lúc trước, hay là thực lực có thể thôi hóa kinh thứ, lại hoặc là thân phận Kim Quang Lão Tổ hiện nay. Tất cả những điều này, đối với nàng mà nói, đều đã tạo thành một lần, lại một lần khiếp sợ. Hàn Tuyết Bảo trầm mặc, liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, ôm quyền, cúi đầu. Cái cúi đầu này của lão, lập tức làm tứ đại trưởng lão, còn có tất cả người của gia tộc Hàn Tuyết ở xung quanh, lần lượt ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Tiền bối không cần như thế. Mạnh Hạo hiểu được cái cúi đầu này của Hàn Tuyết Bảo có hàm nghĩa gì. Đây là cảm tạ chính mình nhiều lần cứu gia tộc Hàn Tuyết. Giờ phút này ngoại giới sương mù quay cuồng, tiếng động nổ vang không ngừng, trận pháp nơi đây càng phát ra hào quang sáng ngời, thậm chí còn có tiếng động rầm rầm truyền ra. Đây là dấu hiệu truyền tống trận sắp mở ra. Gia tộc Hàn Tuyết, từ nay về sau, vi khắc đại ân của đạo hữu, ơn này từ đời lão phu bắt đầu, tất cả các thế hệ tộc nhân từ nay về sau, suốt đời không quên. Hàn Tuyết Bảo hít sâu một cái, nhìn Mạnh Hạo, tay phải bỗng nhiên nâng lên, một hạt giống kinh thứ bay ra, rơi tới trước người Mạnh Hạo. Lúc này gia tộc Hàn Tuyết chẳng có gì để báo đáp cả, mầm kinh thức này đối với chúng ta mà nói, không có tác dụng quá lớn trong Tử Vận Tông. Nhưng đối với ngươi mà nói, con đường tu chân hiểm ác, có thêm vật này cũng nhiều thêm được một tầng bảo hộ. Hàn Tuyết Bảo trầm giọng mở miệng, Mạnh Hạo không có cự tuyệt, mầm kinh thứ này hắn xác thực. Rất để ý, dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu đằng điều được ăn thứ này, có lẽ sẽ có một ít lột xác đặc thù. Giờ phút này đem mầm kinh thứ thu hồi, Mạnh Hạo gật gật đầu. Tiền bối, chư vị đạo hữu gia tộc Hàn Tuyết, trận pháp đã mở, Mạnh Mỗ ở chỗ này hộ tống cho mọi người. Chờ sau khi toàn bộ mọi người đã rời đi, ta sẽ phá hủy trận pháp. Chúc các ngươi lên đường bình an. Mạnh Hạo nghiêm túc mở miệng, thời gian ở chung với gia tộc Hàn Tuyết cũng đã gần nửa năm, hắn đã trải qua không ít chuyện. Giờ phút này hết thảy mong muốn đều đã đạt thành, trước mắt, hắn là vì gia tộc Hàn Tuyết làm một việc cuối cùng. Ngoại giới vẫn là tiếng nổ vang rền rĩ, trong sương mù có vô số thân ảnh, tu sĩ Tây Mạc kêu thê lương thảm thiết. Hết thảy điều này đã trở thành bài ca đưa tiễn cho buổi ly biệt này, quanh quẩn ở bát phương. Mạnh Hạo nhìn tộc nhân gia tộc Hàn Tuyết, sau khi trận pháp hoàn toàn mở ra, đều nhìn mình, từng tộc nhân trước khi bước vào trận pháp, đều đã hướng về phía mình, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Những người này, Mạnh Hạo cũng không xa lạ gì, hắn quen thuộc từng cái gương mặt. Mặc dù có không ít người gọi không ra tên, nhưng qua non nửa năm thủ thành, Mạnh Hạo nhiều lần cứu trợ bọn họ, đã khiến cho giữa bọn họ có một loại tình nghĩa ở bên trong. Ân của Mạnh Đại Sư, vĩnh viễn không quên. Hy vọng một ngày kia, còn có thể gặp được Mạnh Đại Sư. Mạnh Đại Sư, bảo trọng. Một đám tu sĩ gia tộc Hàn Tuyết bước vào trong trận pháp, biến mất không thấy gì nữa, cho đến lượt tứ đại trưởng lão nhìn Mạnh Hạo. Sau đó ôm quyền cúi đầu thật sâu, vẻ mặt có chút cảm khái, xoay người đi vào trong trận. Hàn Tuyết San đứng ở trong trận pháp, nhìn Mạnh Hạo, nàng không có bái biệt, cũng không nói gì, cố nén nước mắt không chảy xuống, nhìn Mạnh Hạo, Mạnh Hạo cũng nhìn nàng. Hai người, cách màn sáng trận pháp, trong mắt hai người đối phương đều dần dần trở nên mơ hồ. Mỗi khi tuyết rơi ngươi phải nhớ đến ta. Trong chớp mắt trước khi thế giới phía trước trở nên mơ hồ, Hàn Tuyết San giống như lấy hết dũng khí, hướng về phía Mạnh Hạo ở bên ngoài trận pháp, nói ra một câu này, thân ảnh liền tiêu thất. Mạnh Hạo trên mặt lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, nhưng hắn biết, một màn này, đối phương là nhìn không tới. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 579, một hơi vĩnh hằng. Tiếng thở dài truyền ra trong lòng Hàn Tuyết Bảo, lão lắc lắc đầu, nơi này trừ lão gia đã không còn tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết nữa, lão là tu sĩ cuối cùng bước vào trận pháp. Đứng trong trận pháp, lão nhìn phế tích xung quanh, nhìn sương mù quay cuồng, nghe tiếng rít gào thảm thiết trong sương vụ, tất cả những điều này khiến lão có cảm giác thật xa xôi.
thật sự quyết định không theo chúng ta cùng đi Nam Vực. Trước khi truyền tống, Hàn Tuyết Bạo nhìn Mạnh Hạo, trầm giọng mở miệng. Không. Đi, đa tạ hảo ý của tiền bối. Chúc tiền bối lên đường bình an. Mạnh Hạo lộ ra mỉm cười, ôm quyền, hướng về thân ảnh dần dần mơ hồ của Hàn Tuyết Bạo, cúi đầu. Hàn Tuyết Bạo không nói gì, nhắm mắt lại, trận pháp nổ vang, từng luồng cường quang truyền tống gào thét, như muốn lao ra thẳng đến bầu trời, hóa thành một vòng tròn sóng gợn, nhanh chóng khuếch tán, lúc này mới biến mất. Nhìn mọi người đi xa, Mạnh Hạo trầm mặc một lát, lắc đầu, nâng lên tay phải, hướng về trận pháp cách không nhấn một cái. Tiếng động nổ vang khuếch tán, mặt đất chấn động, trận pháp nơi đây vỡ vụn từng khúc, đã trở thành cho bụi, không còn cách nào khôi phục lại được nữa. Mạnh Hạo xoay người qua, ngẩng đầu nhìn sương mù bốn phía, giờ phút này một luồng tạp quang bay tới, chim ảnh vũ đã đáp lên trên vai Mạnh Hạo, miếng mỡ đông theo sau cũng huyễn hóa, biến thành một chiếc mũ. Mặt đất quay cuồng, một cây dây leo chui ra, lượn lờ ở bốn phía, thân ảnh Mạnh Hạo trong một cái chớp mắt này, đã tràn ngập yêu dị. Hơn nữa, ở trong một khắc này, trong túi trữ vật Mạnh Hạo, truyền ra tiếng động ken két, khi hắn nâng tay phải lên, vỗ xuống, một cái kén đang trong quá trình thoát xác bay ra, rất nhanh vỡ vụn. Sau đó một con tằm tuyết trắng bỗng nhiên bay ra. Tằm này toàn thân tuyết trắng, chỉ lớn cỡ ngón tay út, toàn thân trong suốt sáng bóng, không có hàn khí, nhưng lại có một cỗ cảm giác lợi hại không hình dung được, tại một cái chớp mắt này, kinh thiên động địa. Vô mục tằm, mắt của nó lạnh như băng, lộ ra một cỗ lạnh lùng đối với chúng sinh, ở một cái chớp mắt phá kén mà ra, từ trong miệng của nó, phát ra một tiếng tằm kêu, vang trời động địa. Tằm vô thanh, nhưng vô mục hữu thanh, âm thanh này một đời nó chỉ phát ra một lần. Nháy mắt khi thanh âm của vô mục tầm truyền ra, một hồi kinh thiên động địa, lay động toàn bộ Mặc Thổ, toàn bộ Nam Vực, ngay cả Tây Mạc, thậm chí đến cả Đông Thổ cũng oanh động, bỗng nhiên kinh khởi. Tầm là một loại sinh mệnh trong cơ thể không có cấu tạo cơ quan phát âm, nhưng trong cái chớp mắt này, tại khoảnh khắc khi nó lột xác thành vô mục tầm, nó sẽ có được lần phát ra thanh âm duy nhất trong cuộc đời này của nó. Thanh âm này là tầm kêu. Ngay khi thanh âm đó truyền ra, hai lỗ tai Mạnh Hạo ù đi. Toàn bộ thế giới, tại trong nháy mắt này, giống như dừng lại. Vô mục tầm, cả đời chỉ một tiếng khiến thế giới yên lặng một hơi thở. Trong một hơi thở này, tất cả tồn tại xung quanh Mạnh Hạo, bất kể là gió, người, bầu trời, mặt đất, tất cả mọi thứ, đều nháy mắt yên lặng. Hơn 5.000 tu sĩ đang chạy, bụi đất cuồn cuộn nổi lên, dao động do pháp thuật hình thành. Cùng với tất cả những gì tồn tại bên trong khu vực này, lớn hơn nữa chính là bao trùm toàn bộ vùng đất Mặc Thổ. Tràn ngập Tây Mạc, bao phủ Nam Vực, hoành tảo thiên hà hải, truyền vào đến Đông Thổ, khiến cho thế giới Đông Thổ, Bắc Mạc Khương Địch, tại một hơi này, toàn bộ yên, lặng. Đây là một loại tĩnh lặng tuyệt đối, Nguyên Anh cũng thế mà Trảm Linh cũng vậy, cho dù là cường giả vấn đạo cũng chẳng khác gì. Đều ở trong thời khắc này. Trong sự tĩnh lặng này, giống như bị tước đoạt đi một tức thời gian sinh mệnh. Thậm chí loại tước đoạt này, bọn họ cũng rất khó phát hiện. Đây là vô mục tầm sau khi xuất thế thể hiện ra sự điên cuồng, cùng bá đạo khó có thể hình dung của nó với thiên địa. Vô mục vốn là không có sinh mệnh, vì vậy cần đoạt lấy thời gian một hơi thở trong thời gian của thiên địa. Tất cả tồn tại, tất cả sinh mệnh, tất cả vật chất, đều bị cướp lấy một hơi. Cỏ cây, mãnh thú, phàm nhân, tu sĩ, chúng sinh, tất cả sở hữu, đều trong vô thanh vô tức, ở bên trong sự tĩnh lặng của thiên địa này, mất đi thời gian một hơi thở. Một tức này rất ít, nhưng nếu tập trung toàn bộ một tức của tất cả tồn tại trong trời đất lại với nhau, vậy thì một tức này đã trở thành vạn năm. Toàn bộ Nam Vực, toàn bộ Tây Mạc, toàn bộ Đông Thổ, toàn bộ Bắc Mạc, không có bất kỳ tồn tại nào có thể nhận ra, ở bên trong tính mạng của mình, bị lược đoạt mất một hơi này. Cho dù là vấn đạo đỉnh phong, cũng không có cách nào nhận thấy được sự biến mất của một tức này. Chỉ cảm nhận được thế giới, trong một hơi thở này đều lâm vào yên lặng. Chỉ có tiên, trừ bỏ tiên, không một người nào có thể tra ra. Nhưng cho dù là không phát hiện ra, nhưng trong sinh mệnh bỗng thiếu đi một hơi thở, khiến cho thời gian xảy ra sai sót,
tu vi càng cao, thiếu một hơi thở này, bị thương càng lớn. Một hơi này thuộc về Vô Mục Tầm, thuộc về Mạnh Hạo. Vùng đất Nam Vực, trong vãng sinh động, trong một tức thời gian tĩnh lặng này, có một cỗ dao động kinh thiên, chớp mắt liền phóng lên cao, mơ hồ hóa thành một thân ảnh. Thân ảnh ấy giống như từ vô số hơi thở tạo thành, giờ phút này ở trong trời đất, mạnh mẽ nhìn về phía Mặc Thổ. Vô Mục Tiên Tầm, vùng đất Tây Mạc, chỗ thần bí nhất của toàn bộ Tây Mạc, nơi này là một mảnh hải cốt, nhưng ở vô số năm trước, nơi đây có một cái tên kinh thiên động địa, nó tên là Đạt Tiên Cầu. Nay, nơi này đã bị tàn phá, có thể coi là hoàn toàn hủy hoại, nhưng nó vẫn là nơi thần bí nhất Tây Mạc, không có nơi thứ hai. Giờ phút này, ở bên trong phiến phế tích vô tận, có một tiếng thở dài thương lão, mơ hồ truyền ra, như có như không. Tiên Tầm xuất thế rồi sao? Nhưng lại không giống lắm, nó quá yếu đi. Đồng Thổ, Bắc Mạc, Thiên Hà Hải trong một khắc này, cũng đồng dạng có hơi thở mỏng manh truyền ra, rồi dần dần biến mất. Cùng lúc đó, trong một tức tĩnh lặng này, một gương mặt thật lớn bỗng nhiên lướt qua trên toàn bộ phiến thiên không, bao gồm cả Thiên Hà Hải trong đó. Trong một ngọn sơn lâm ở Tây Mạc, một lão giả đang ngồi trên núi, trước mặt là một bức tranh, đang vẽ sơn thủy nơi xa. Một khắc này, bàn tay cầm bút vẽ thoáng run, ngẩng đầu lên. Tiên Tầm là hài tử kia. Nếu hữu duyên với hắn, thì liền giúp một lần vậy. Lão giả này lắc đầu, tay phải cầm bút họa, vung lên, một mảnh mực bay ra, vầy khắp thiên địa. Lão là Thủy Đông Lưu. Cho đến khi một tức thời gian kia thoáng chốc qua đi, trên thiên đầm Đông Thổ, lão giả của Quý gia đã từng chiến một trận với đan quỷ, đang thả cần câu cá, ba một tiếng sợi tơ đứt luôn. Một ngụm máu tươi phun ra, lão giả này vẻ mặt hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Trên Thiên Hà Hải, có một tòa đảo nổi nhỏ, đảo này hiện giờ không ngừng phập phồng theo sóng biển nhấp nhô. Trên đảo có một quốc gia, có núi, có Bắc Hải, có huyện Vân Kiệt, có tu sĩ, nơi này là Triệu Quốc. Các bạn đang nghe chuyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 580, Kim Đan Kiếp Của Ta, 1. Nơi này là Kháo Sơn Lão Tổ. Ở trong nháy mắt thế giới khôi phục, đảo nhỏ mạnh mẽ chấn động. Bên ngoài đảo nhỏ, một cái đỉnh đầu khổng lồ đột nhiên từ trong mai rùa vươn ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lộ ra vẻ mờ mịt. Trên Nam Thiên Tinh, giờ khắc này biến hóa như vậy, trong số ít khu vực đồng thời xuất hiện. Vùng đất Mặc Thổ, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn Vô Mục Tầm trong tay. Lúc trước khi hắn nuôi nấng Hàn Tuyết Tầm, trông thì bình thường, nhưng trên thực tế nội tâm cũng rất cẩn thận. Dù sao ngày đó, phương thức hắn đạt được phương pháp này là ép hỏi mà được. Cho dù tin tức này là thực, nhưng nếu chín thật một giả, cũng thực làm cho người ta không thể thừa nhận. Cho nên đáy lòng Mạnh Hạo vẫn luôn luôn cẩn thận. Có thể nói là, tu sĩ Mặc Thổ ngày đó nói cho hắn biết sự tình liên quan đến Vô Mục Tầm, cũng không thể nghĩ đến Vô Mục Tầm xuất thế lại kinh người như vậy. Trên thực tế một giả trong chín thật một giả của gã chính là sự xuất hiện của Vô Mục Tầm, cần số lượng Tang Đình Diệp khó có thể tưởng tượng. Cho dù là gom toàn bộ Tang Đình Diệp của Nam Thiên Tinh lại cùng một chỗ, cũng không thể thỏa mãn được số lượng cần có. Gã tuyệt đối không thể nghĩ tới, Mạnh Hạo lại có thể yêu nghiệt như vậy, cư nhiên thật sự khiến Vô Mục Tầm thoát kén mà ra. Đây vốn là nhiệm vụ bất khả thi. Hơn nữa trọng điểm là, một khi Hàn Tuyết Tầm đã nuốt xuống lá Tang Đình Diệp đầu tiên, thì chỉ cần không thể nuôi nó đến một trình độ nhất định. Trên người nó sẽ bộc phát ra một lực lượng hủy diệt kinh thiên, đủ để hủy diệt tất cả tồn tại trong chu vi trăm dặm xung quanh. Đây cũng chính là dự tính của tu sĩ Mặc Thổ kia, gã nhìn chúng không phải là Vô Mục Tầm trong truyền thuyết, mà là sự hủy diệt khủng bố đó. Cái này tương đương với một chí bảo kinh sợ lòng người. Mạnh Hạo hít sâu một cái, hắn dường như đã mơ hồ nhận ra hành động kinh người của Vô Mục Tầm lúc trước. Giờ phút này Vô Mục Tầm này ở trong lòng bàn tay của hắn, vẫn không nhúc nhích, nhưng lại có sinh. Cơ lực nồng đậm đến cực điểm, khi Mạnh Hạo cảm nhận được, sinh cơ này mạnh đến mức làm cho Mạnh Hạo nghĩ tới một hơi yên lặng kia. Cỗ sinh cơ này vượt qua tất cả những sinh mệnh mà hắn đã từng gặp,
thậm chí đến cả huyết ngạo cũng không thể so được với Vô Mục Tầm. Dù là sinh cơ của cường giả Trảm Linh, dường như cũng không thể bằng được với Vô Mục Tầm này. Cỗ sinh cơ mãnh liệt này, người ngoài không cảm thụ được, chỉ có Mạnh Hạo mới cảm nhận rõ ràng được mà thôi, bởi vì giữa hắn cùng Vô Mục Tầm này tồn tại một liên hệ không thể chặt đứt. Liên hệ này tiếp nối từ Hàn Tuyết Tầm, theo sự lột xác của Hàn Tuyết Tầm, dĩ nhiên đã trở thành thâm căn cố đế, khắc trên sinh mệnh của Vô Mục Tầm này. Chính là do khắc ấn đi kèm với sự lột xác, nên giống như là khắc lên hai lần ấn ký, trình độ chặt chẽ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của người thường. Có thể nói, trong thiên hạ này, đã hiếm có thể có lực lượng gì, đủ khả năng chém đứt mối dây liên hệ giữa Mạnh Hạo cùng Vô Mục Tầm rồi. Loại cảm giác tầm này như một phần thân thể của chính mình, khiến Mạnh Hạo trong nháy mắt cảm giác được, từ trên người của tầm này tồn tại luồng sinh cơ nồng đậm đến mức khủng bố, truyền tới. Cũng chỉ có sinh cơ như vậy, mới có thể sau khi lượng biến, mà lấy được loại thần thông kinh người chỉ thuộc về Vô Mục Tầm. Tầm bất diệt, tơ không ngừng, tơ không ngừng, tầm bất diệt, như một vòng tuần hoàn không thể giải. Bên trong vòng tuần hoàn này, xuất hiện loại pháp tắc tương đối này, khiến cho Vô Mục Tầm gần như bất tử bất diệt, càng khiến cho tơ của nó đạt đến một loại kỳ tích, không thể bị phá hủy. Vật này nghịch thiên, Mạnh Hạo sau khi cảm thụ những gì mà tâm thần quan sát Vô Mục Tầm đạt được, thì ánh mắt lóe lên tinh quang, tim đập rộn lên. Chim Anh Vũ cúi đầu ủ rũ, vẻ mặt ghen tị hâm mộ nhìn Mạnh Hạo, đáy lòng đã phát điên. Nó là một tồn tại đặc thù, một màn lúc trước cũng có chút cảm ứng, giờ phút này ánh mắt đã rơi vào trên Vô Mục Tầm, sau một hồi lâu mới thở dài. Ngũ gia anh tuấn tiêu sái thế này, thiên địa độc tôn, soái chim độc nhất vô nhị, đời này cũng chưa có được quá loại kỳ vật nghịch thiên này. Vì sao hết lần này tới lần khác đều là cái tên nhà ngươi đạt được cơ chứ? Không công bằng, trời cao a, người cho má, không công bằng a. Chim Anh Vũ liên tục thở dài. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Chim Anh Vũ, đem lực lượng trốn tránh kéo dài thiên kiếp trên người ta xóa đi, ta muốn vượt kim đan kiếp. Trong mắt Mạnh Hạo khoảnh khắc liền lộ ra hào quang trước nay chưa có, ở trong tia sáng này, có tự tin, còn có một tia bế nghế ở trên người hắn dần dần hiển lộ ra. Chim Anh Vũ liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, cánh phất ra, một mảnh tạp quang trực tiếp từ trên thân thể nó tràn ra, nháy mắt bao trùm toàn thân Mạnh Hạo. Theo tạp quang đảo qua, khí tức trên thân Mạnh Hạo trong một cái chớp mắt này mãnh liệt khuếch trương, tản ra. Khí tức này khuếch tán, không phải lực lượng tu vi, mà là một loại dao động Mạnh Hạo không biết, bị Chim Anh Vũ che giấu, giấu giếm thiên kiếp. Giờ phút này dao động này một lần nữa hiển lộ, toàn bộ bầu trời trong khoảnh khắc, lập tức truyền đến tiếng sấm kinh thiên. Tiếng sấm điếc tai nhức óc, quanh quẩn bát phương, bao trùm phạm vi mấy nghìn dặm, lay động mặt đất. Ở bên trong sấm sét này, dường như mang theo tức giận, mang theo uy nghiêm vô thượng tìm kiếm Mạnh Hạo thật lâu, cho đến giờ phút này rốt cuộc tìm được, muốn hủy diệt hắn hoàn toàn. Toàn bộ bầu trời, tiếng sấm còn đang quanh quẩn liền nháy mắt bị mây đen nồng đậm khó thể hình dung, khoảnh khắc bao trùm. Tầng mây tạo thành từng mảnh va chạm lẫn nhau, bộc phát ra tiếng sấm càng kinh người. Từng đạo tia chớp vặn vẹo, ở giữa tầng mây chạy loạn, thoạt nhìn khí thế kinh người. Đến cả một số tu sĩ Tây Mặc bị nhốt trong trận pháp kia, giờ phút này cũng đều kinh hãi. Loại kinh hãi này là kinh hãi đến từ tâm thần, đến từ linh hồn bọn họ, khiến cho mọi người trong một khắc này, thân thể đều run rẩy. Cho dù là tám tu sĩ Nguyên Anh kia cũng hiện lên sắc mặt hoảng sợ. Còn có lão nhân áo bào trắng của bộ lạc Tinh Túc ở xa xa, như bị sương mù bao phủ, giờ phút này gương mặt trong áo bào bỗng nhiên đại biến. Đây là thiên kiếp, tu sĩ của Kim Quang giáo tản đi, rời khỏi phạm vi 3.000 dặm trở lên. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn kiếp vân giờ phút này dày đặc trời cao, nhìn vô số tia chớp như ngân xà đang chạy kia. Bên tai nghe tiếng sét đánh, giống như liên tiếp đánh xuống cùng một chỗ, thản nhiên mở miệng. Còn có mấy tên các ngươi, cũng rời ra khỏi phạm vi 3.000 dặm, kiếp nạn này. Không cần các ngươi tương trợ nữa. Đây là kim đan kiếp của ta. Mạnh Hạo vung tay áo lên, Chim Anh Vũ chần chừ một chút rồi lập tức bay lên, miếng mỡ đông ở một bên rất nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo.
Các bạn vừa nghe xong tập 58 của bộ truyện Ngã Dù Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.